rất là đẹp cho em đầm này luôn. Rồi đầm này size như thế nào luôn em ơi? Size từ 12kg này. Rồi đầm lên mông sơ ghi nha mấy chị nha. Chốt cho em mẫu này, comment cho em mã V2. Rồi V2 dùm em giá cho mấy chị là 89k một đầm nha mọi người. Rồi 89k một đầm dùm em, chốt đơn cho em mã đầm là V2. Rồi size cho biển là 12kg là đến bao nhiêu nè? Rồi 12 đến 19kg ok hộ em mấy chị. Giá mấy chị là 89.000 một đầm, đầm chất liệu là mông tơ ghi cho em nè, lên mông tơ ghi mọi người ơi, rất là đẹp cho em đầm này luôn. Rồi giá chỉ có là 89.000 một đầm thôi nha, chị nào lấy lên đơn cho em mã đó là V2 nha mấy chị. Chốt đơn cho em mã đầm là V2 và kèm con nặng giùm em có đơn cho em mã đầm V2. Giá cho mọi người là 89.000 một đầm. Rồi 89.000 một đầm mấy chị, lên đơn nhanh tay cho em mã đầm là V2. Rồi chị yêu lấy V2, chút mã V2 kèm con nặng tiếp tục đi mời lấy hàng tới đây chị ơi, biết trai biết đồ á. Rồi hết rồi chị em. V28 chị Ngư Gia. Rồi ok nè. V29 chị Vy Lê. Rồi ok nè. V29 chị Đan Mai. Rồi ok nè. V29 chị Nam Châu. Rồi ok. V25 chị Dung Trần. Rồi ok. V22 chị Thảo Đỗ. 89.000 một đầm mấy chị, chúc đơn cho em mã đầm V2. V28 chị Nghe Nghe. V26 chị Uyên Ly. Rồi ok nè. V29 chị Huyền Khang. Rồi ok. V28 chị Ngọc Thơ. Rồi đây là con vịt màu vàng mấy chị. V22 chị Thanh Tịnh. Đầm vịt màu vàng 69.000 đầm. Đầm đây đầm V2 mấy chị. 19 chị Huyền Nga. Những cái đầm này năm nay 18 chị Nguyễn Trâm. Rồi rất là đẹp luôn. 20 chị Nam Châu. Rồi ok nè. Rồi hello mọi người. 19 chị Hoài Vy, Lê Hoài Vy. Chị nào có mặt trong live chấm bài tương tác giùm em nha. 18 chị Nguyễn Trâm. Rồi ok. 18 chị Ly Lê. Rồi 16 chị Trinh Trinh. Rồi 15 chị Phi Na Nguyễn. Rồi rất là đẹp mấy chị. 15 chị Thuyết Nhung Ngốc. 89.000 đồng. Rồi đầm con vịt màu vàng lẫm còn 1-2 cái nè. Từ xa nhỏ đến xa lớn xem mấy chị luôn 69.000 đồng. Chúc cho em mã vịt vàng. Comment đúng mã cho em là mã vịt vàng nha mọi người nhá. Chốt đúng mã cho em là vịt vàng mới có đơn mấy chị. Vịt vàng dùm em giá 69.000, còn đầm chất liệu len mông tơ ghi là 89.000 một đầm nha. Rồi chị nào lấy lên đơn cho em mã đó là V2. V23 chị Bùi Phương. V2 là V25 chị Thu Lê. Rồi ok. V27 chị Thùy Trang Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi đầm này con vịt màu vàng, chốt mã vịt vàng hộ em và đầm màu hồng. V27 chị Thu Trang Nguyễn. Rồi ok. Rồi nhanh tay hộ em nha mọi người nhá. Rồi. Rồi qua tiếp cho anh chị. V22 chị Trâm Nguyễn. Mẫu đây là ngố hồng mấy chị, size 11 đến 21 kg ok, giá cho mấy chị là 99.000 một bộ. Lên V27 chị Phan Hương. Rồi bộ ngố sẽ là 99.000, chốt mã ngố hồng. Rồi ai lấy ngố hồng nhanh tay cho em, bộ này là mã ngố hồng và kèm cân nặng giùm em một có đơn nha. Ngố hồng hộ em mấy chị. Ngố hồng. Rồi ngố hồng là em có size cho biển là 11 đến 21 kg ok mấy chị, giá sẽ là bao nhiêu là 99.000 bộ sang nhí. Rồi mình lên đơn nhanh tay cho em mã bộ là ngố hồng và kèm con nặng giùm em và có đơn. Rồi em qua mẫu tiếp tục nha mọi người nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái xích len năm nay đang cực trend cho em luôn nè mọi người. Nó dễ thương chưa? Rồi lên đơn cho em mẫu này, comment cho em mã là len xanh đi thôi. Chị lấy len xanh chốt đơn cái nó theo hình cái hoa này mấy chị. Đấy, theo hình cái hoa cho em nè. Ngố hồng 12 chị Minh Khang, Minh Thư. Rồi ok nè. Ngố hồng 18 chị Huỳnh Tím. Rồi ok nè, một quần cho em kèm một cái đai mắt luôn. Ngố hồng 20 chị An Nhiên. Rồi giá là bao nhiêu nè, 99k một set. Comment cho em mã len xanh. Rồi em có size là 11 đến 21 cái ok hộ em. Xếp 11 đến 20 cái ok nha chị nha, xếp lên màu xanh. Rồi giá cho mấy chị là 99.000. Comment cho em mã là len xanh và kèm con nặng giùm em và có đơn. Rồi xếp lên màu xanh nha mọi người nha. Lên xanh 15 chị Dung Trần. 99.000 mấy chị. Lên xanh chị Thu Thảo. Rồi ok cảm ơn chị. Lên xanh chị An Nguyễn. Rồi ok nè. Lên xanh chị Thùy Dung. Rồi ok hiện tại lên xanh chị Thu Phương. Bên em tạm ngưng bán sỉ nha chị nha. Lên xanh chị Ngư Gia. Rồi ok nè. Lên xanh chị Hồng Đô. Rồi ok mọi người, xin lên xanh nha, áo len nè mọi người ơi. Rồi size cha bỉ đó là từ mấy nè, 11 đến 20 kg ok rồi em. Lên xanh chị Duyên Diệu Giang. Giá 99.000 mấy chị. Lên xanh 18 chị Thúy Trương. Rồi ok cảm ơn chị Thúy Trương. Lên màu đen. Lên xanh 18 chị Ngọc Thơ. Lên màu đen này còn em ơi. Đi còn mấy bộ. Cái này là lên màu đen mấy chị, chốt cho em mã là lên đen đi. Lên xanh 20 chị Trúc Ly. Rồi ok nè. Comment cho em mã lên màu đen luôn hộ em. Xếp 3 món mấy chị, cờ một cái đai mắt lưng luôn nè. Rồi. Rồi mẫu này em còn size đó là từ 11 kg mấy chị cho đến khoảng 17 kg ok. Rồi em còn 11 đến 17 kg ok giùm em giá bao nhiêu luôn Viên ơi. Rồi bộ này là 115.000 nha mọi người nha. Xích lên màu đen, chốt cho em mã len đen luôn giùm em nha mọi người nha. Màu đen. Lên cho em mã len đen và kèm con nặng giùm em là có đơn. Rồi cái mẫu này là ngố màu hồng nè, chị lấy ngố hồng nữa chốt đơn ngố hồng. 11 đến 21 kg ok hộ em nha chị, giá 99.000 ngố màu hồng. Rồi chị lấy ngố hồng, chốt mã ngố hồng giùm em. Rồi đầm này con vịt màu vàng mấy chị. Vịt màu vàng còn mấy cái bên trong kìa. Lên đơn cho em mã vịt vàng. Rồi vịt vàng còn vài cá bên trong luôn, đây coi còn mấy ký luôn. Đầm này con vịt màu vàng mấy chị, kèm con nặng giùm em nha chị nhá. Rồi lên cho em cái mẫu này là con vịt màu vàng.
Rồi vịt vàng này em có size còn mấy cái nữa mọi người ơi. Giá 69 ngàn một đầm nha chị. Liên đi 15 chị Dung Trần. Rồi ok nè. Vịt màu vàng. Liên đi 17 chị Hoa Phương. Rồi ok, cảm ơn chị Hoa Phương nè. Vịt vàng giùm em 69 ngàn một đầm, em còn vài cáo sale mấy chị luôn nha. Chị lấy vịt vàng chút lại vịt vàng. 69 ngàn. Rồi. Vịt vàng 12 chị Lê Tuyết Hạnh. Rồi nhanh tay cho em nha mọi người nha. Vịt vàng 14 chị Nghiêng Nghiêng. Rồi ok nè. Rồi nhanh tay cho em ạ, vịt vàng và kèm con nặng giúp em mà có đơn mấy chị. Vịt vàng 13 chị Phương Lam. Rồi ok nè. Nhanh tay cho em ạ, vịt vàng. Rồi em còn vịt vàng 13 chị Thu Sương. Rồi ok, em cảm ơn chị Thu Sương nè. Qua mẫu tiếp tục cho chị thỏ vàng luôn đi em ơi. Chị nào không có vịt vàng lấy ra thỏ vàng. Rồi vịt vàng hiện tại em còn size là từ 32 cho đến 40kg mấy chị. Vịt màu vàng em chỉ còn size 32 đến 40kg là ok. Rồi chị nào chưa có vịt màu vàng chốt qua cho em thỏ màu vàng đi. Chị nào chưa có vịt vàng lên cho em mảng thỏ màu vàng luôn hộ em. Thỏ vàng tương tự từ size nhỏ đến size lớn sẽ mấy chị luôn 69 ngàn đồng. 69 ngàn đồng mấy chị, lên đơn cho em mà là thỏ vàng và kèm con nặng giùm em mà có đơn nha mọi người nhá. Rồi thỏ vàng hộ em nha, tình yêu lấy thỏ vàng chút mẹ thỏ vàng. Size cho bỉ là em còn vài cá lị size lị số này 40kg lớn nhất giùm em. Giá sẽ mấy chị luôn 69 ngàn đồng. Rồi 69 ngàn một đầm nha mọi người, lên đơn. Thỏ vàng 14 chị Thiên Kim. Cái này là cái xích len này. Rồi đợi em 30. Thỏ vàng 21 chị Kim Thúy. Bắt đầu em sẽ quay cho mấy chị đó là cái gì đây mọi người. Thỏ vàng 20 chị An Nhiên. Mùa biết cho ai nha. Sọc kem 12, 15 và 49 chị Tuyết Nhung Ngốc. Rồi ok, cảm ơn chị Tuyết Nhung Ngốc nè. Xong em lên lấy chị đồ chia cái mẫu này đi. Chia xong bắt đầu là em qua lấy đồ xuất hàng nhân viên. Chị lên cho chị lấy ngẫu nhiên thêm tí nữa. Rồi lên cho em cái nặng thảo màu vàng 12 chị Bùi Phương. Rồi ok, em cảm ơn chị Bùi Phương này. Thỏ vàng 12 chị Thúy Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Thúy Nguyễn này. 69 ngàn đồng mấy chị ơi, đầm có tông nha mọi người nha, chất liệu rất là. Thỏ vàng 35 chị Trần Hải. Rồi ok, cảm ơn chị Trần Hải. Thỏ vàng 40 chị Trúc Ly. Rồi ok, cảm ơn chị Trúc Ly này. Rồi nhanh tay cho em luôn nha mọi người nha. Rồi chốt đơn nhanh tay cho em luôn, thỏ vàng kèm con nặng hộ em luôn. Rồi lên điên 21kg không có đâu chị yêu ơi. Không có nha. Rồi em quay cho mấy chị bộ đây set nè. Thỏ vàng 27 chị Thư Ngân. Comment cho em mã set váy không chị. Nhìn cái váy không đủ. Thỏ vàng 35 chị Nguyễn Phương. Trời cái váy dễ thương quá chị ơi. Thật sự luôn á. Cái mẫu. Thỏ vàng 35 chị Trần Hải. Ôi ôi nó đẹp quá chị ơi. Trời ơi lên đơn nhanh tay cho em mẫu này set váy. Rồi chị lấy xếp váy chút đơn nhanh cho em mã xếp váy giùm em có size cho bỉ là từ 10kg đến khoảng 20kg ok. Rồi comment cho em mã xếp váy hộ em nhé chị nha, xếp váy giá nhiêu luôn Nguyên ơi. 99 ngàn xếp váy. Hả? 89 ngàn thôi mấy chị. Rẻ chưa? Xếp váy 89 ngàn đồng nhé chị nha, rất là đẹp luôn, lên chất liệu bông tơ ghi nè mọi người ơi. Siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị nha. 89 ngàn và em có size cho bỉ là 11 đến 20kg ok. Rồi từ 11 đến 20kg là ok, hộ em xếp váy nhé. Chị lấy xếp váy chút mẹ xếp váy. Rồi 11 đến 20kg rồi chị yêu ơi, comment cho em mẹ xếp váy 12 chị Minh Khang, Minh Thư. Rồi ok, cảm ơn chị này, xếp váy hộ em. Xếp váy 12 chị Lê Tuyết Hạnh. Rồi ok, em cảm ơn chị Hạnh nè. Xếp váy 18 chị Nguy Giang. Rồi ok. Xếp váy 11 chị Kim Trinh. Rồi xếp váy giúp em mấy chị, comment nhanh cho em mẹ lấy xếp váy và tìm con này hộ em mà có đâu. Rồi xếp váy nha mọi người nha, 89 ngàn đồng một xếp. Comment nhanh cho em mã xếp váy và kèm xếp váy 12 chị Thúy Nguyễn. Rồi em cảm ơn chị Thúy. Xếp váy 19 chị Vy Lê. Rồi ok nè. Xếp váy 20 chị Kim Thúy. Rồi ok. Xếp váy 15 chị Tuyết Nhung Ngốc. Rồi ok nè. Xếp váy 20 chị Trúc Ly. Rồi nhanh tay cho em mã xếp váy nha mọi người nha. Xếp váy 11 chị My My Kiều. Rồi đây đồ bé trai này chuẩn bị sẻ khoai cho mọi người luôn, chấm bài tương tác giúp em nha mọi người nha. Rồi chấm bài tương tác hộ em. Xếp váy 11 chị Thu Trang. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mẹ lên xếp váy và kèm con nặng hộ em là có đơn. Rồi xếp váy hộ em nhắn chị nha, giá chấm chị ở xếp váy 17 chị Kiều Tròn. Rồi ok, cảm ơn chị Kiều Tròn này, lên lấy đồ xuất hàng chị Nguyên ơi. Chị like ngẫu nhiên chấm chị nhập thêm tí. Cảm ơn chị mẹ xếp váy và kèm con nặng giùm em là có đơn nha. Xếp váy 13 chị Đỗ Thành Tân. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Xếp váy giùm em. Xếp váy 12 chị Nguyễn Di Bi Hoàng. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nhanh tay cho em mã lên xếp váy và kèm con nặng. Xếp váy em còn 12 đến 17 kg nha các chị. Rồi ok nè. Em còn size 12 đến 17 kg là bên em hết hàng mấy chị. Xếp váy 17 chị Ti Na Nguyễn. Rồi ok, em cảm ơn chị Ti Na Nguyễn nè. Xếp váy nha mọi người nha. Comment cho em mã xếp váy và kèm con nặng hộ em nha. Siêu đẹp luôn, mấy cái bộ này mặc dễ thương lắm mọi người. Mẫu này hình như lúc nãy mình có cái màu gì nữa ta. Màu hồng, màu hết hàng rồi. Comment cho em mã xếp váy và kèm con nặng giùm em mà có đơn.
Rồi giá chỉ có 89.000 đồng xếp thôi mọi người ơi. Rồi em qua tiếp nè mọi người. Rồi cái đồ bé trai em đang tính lên mà thôi, để em lên cái này trước nha mọi người nha. Đồ bộ xuất hàng trước nha, anh chị lấy ngẫu nhiên giùm em cho chị nào mà có nhu cầu mua tới mùa đi học rồi nè mọi người. Mọi người tranh thủ mọi người mua giùm em nha. Đấy, để mà cho có bí mấy cái này á, ví dụ như buổi trưa buổi đồ á, buổi sáng mình đi học mình có thể mặc váy được, nhưng mà buổi trưa mình mặc cái đó là bí rất là khó ngủ luôn, nhiều khi nó bị cống bị đồ mấy chị đó, là nó sẽ khó ngủ, nên là trưa á mấy chị có thể là bỏ một cái bộ đồ này vô trong cái vỏ ba lô của bí cho mấy bí mà dạng nhỏ nhỏ đồ mặc đi học nha mọi người nhá. Đây là gọi là bộ đồ mà để buổi trưa mặc đi học nè. Đấy, trưa là cứ bỏ một bộ vô, buổi sáng mặc đồ kiểu gì cũng được, nhưng mà đến khi trưa trưa trời nó hơi nóng nóng rồi mọi người, hoặc là bí ngủ bí ăn bí chơi. Xin vé 17 kế chị Kim Nguyên, mình mua cho em cái bộ này. Xin vé 14 chị Nam Châu. Rồi ok. Xin vé 14 chị Thu Trang. Rồi comment cho em mã đồ bộ. Xin vé 14 chị Đoàn Thu Hương. Rồi ok. Đồ bộ xuất hàng giùm em có size từ 7 kg về cho đến 15 kg. Thì giá chỉ có 55.000 đồng bộ thôi, giá bán sỉ bằng giá bán lẻ cho em luôn. Rồi size 16 đến 21 kg chị là thuộc size trung, giá chỉ có 65.000. Và mỗi năm về thêm cho em chị là size đại, và từ 22 kg chị cho đến 31 kg ok của em là thuộc size đại. Giá size đại cho mấy chị là 100, quên sorry mọi người, 75.000 đồng một bộ thôi. Đấy, lấy ngẫu nhiên hình nha mọi người nha, vì cái này em còn lẻ rất là lẻ luôn, nên thành ra bên em sẽ không lựa, không like tình hình cho mấy chị lựa được. Chị nào đồng ý mua ngẫu nhiên bên em chốt đó, comment cho em mã là trai mấy bộ kèm cưới hoặc là gái mấy bộ kèm cho em số cưới là có đơn nha. Rồi trai mấy bộ kèm cho em số cưới hoặc là gái mấy bộ kèm cho em số cưới là nhân viên em chốt đơn cho mấy chị đồ bộ xuất hàng rất là đẹp cho em luôn nha mọi người nha. Bộ em mặc không có bán chị ơi, bộ em đang mặc là em mua em mặc thôi chứ không có bán mọi người. Rồi lên đơn cho em bộ này là comment cho em mã đó là trai mấy bộ kèm theo số ký, ví dụ là trai này 10 bộ 3 bộ 10 ký, hoặc là gái 2 bộ 8 ký, hoặc là gái là 3 bộ 10 ký, ví dụ như vậy nha chị nha. Kèm khách mới kèm số điện thoại giùm em và có đơn nha mọi người. Nhặt ngẫu nhiên là bên em sẽ lấy cho mình là đủ hình đủ màu hết nha mọi người nha. Đấy, rồi lên đơn nhanh tay cho em mã là trai mấy bộ kèm cho em số ký hoặc là gái mấy bộ kèm cho em số ký là nhân viên chốt đơn. Rất là đẹp luôn nè mọi người ơi. Đấy, đủ hình trai và hình gái. Sao cái này gái không em ơi, trai đâu em ơi. Tao lấy thêm cho chị mấy cái màu đủ màu lên đi. Bé trai 3 bộ cho Thương Nê Lê. Rồi ok. Gái 3 bộ cho Thương Sương. Rồi. Trai 5 bộ cho Phạm Ngọc Hoa. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Trai 2 bộ cho Lê Vy. Rồi ok nè. Lên đơn cho em mã là trai mấy bộ kèm cưới hoặc là gái mấy bộ kèm cho số cưới nha mọi người nha. Toàn là màu đẹp thôi. Bé gái 5 bộ cho Đỗ Thu Hiền. Rồi ok. Bé gái 2 bộ cho An Nhiên. Rồi ok nè. Rồi nhanh tay giùm em nhau người nha, khủng long nè. Ở bên em sẽ lấy cho mình là đủ màu. 20 ký 2 bộ cho An Nhiên. Siêu nhon nè. Bé gái 5 bộ cho Phạm Ngọc Hân. Rồi ok. Bé trai 3 bộ cho Nguyễn Phương. Rồi màu rêu màu đồ lấy đủ màu xuống chị Quyên ơi. Rồi đúng rồi. Bé gái 5 bộ cho Trúc Ly. Rồi ok nè. Rồi đây. Bé trai 2 bộ cho Đẹp Lê. Đấy, hình khủng long, hình xe, hình mấy bún. Bé trai 2 bộ cho Hạnh Nguyễn. Đấy, hình máy xúc máy cẩu này mọi người ơi, rất là nhiều hình cho em luôn nha. Hình chuột Mickey này nó nhiều hình lắm, em sẽ lấy trộn rồi, hình. Rồi chị Đỗ Thu Hiền em thấy đơn chị là 5 bộ xuất hàng bé gái 15 kg. Rồi đẹp chưa mấy chị ơi, máy xúc máy cẩu nó nhiều hình lắm luôn nha. Bé trai 2 bộ chị Đá Cụi. Rồi ok, 55.000 size nhí là quá rẻ. Kiềm ký luôn các chị. Trai 3 bộ nhưng mà kiềm ký. Trai mấy bộ kiềm ký hoặc là gái mấy bộ kiềm nhân số ký là nhân viên chốt đơn nha. Cái này em không like tình hình được nữa mấy chị, về hàng nhà em đang bị lẻ ra hết rồi đó, không có còn đủ hình như bữa trước là cái like hôm trước là em có like một lần, nhưng mà bây giờ nó đã lỉ ra rồi, thành ra cái like hôm nay mấy chị đồng ý thì em lấy ngẫu nhiên nha, còn không đồng ý thì mấy chị có thể ghé qua shop em bé gái 3 bộ cho Hương Trinh hoặc là shop nào tiện nhất mấy chị mua nha mọi người nha, chứ em không có like tình hình mọi người lựa. Còn chị nói lỡ em lấy ngẫu nhiên hình chị không ưng, dạ vâng nếu không ưng chị ghé shop lựa giùm em. Bé gái 2 bộ cho Tuy Na Nguyễn nha mọi người, đơn giản lắm luôn á, em cũng đâu ép mấy chị mua chỗ em không đâu, đúng mọi người, nhiều người bán mà mình có thể mua đâu cũng được, nhưng mà cái nào tiện hoặc là mình thấy cảm thấy phù hợp thì mấy chị mua. Bé trai 6 bộ chị Thiên Nguyễn. Đấy, cho em cũng biết trai 3 bộ cho Nguyễn Đến. Rồi, biết okay. Gái 2 bộ cho Khánh Linh. Rồi, okay. Gái 5 bộ cho Âm Cao. Rất là đẹp luôn. Thêm biết trai 2 bộ cho Hạnh Nguyễn. Rồi. Còn chị nào mà biểu nhân viên em chụp từng hình gửi cho mấy chị lựa thì không có đứa nào nó chụp từng hình được hết á mấy chị. Không có ai mà có thời gian mà đến nỗi mà chụp từng hình gửi cho mấy chị lựa được. Đó, nên mong mấy chị thông cảm giùm em, nếu tiện mình có thể ghé shop em lựa. Còn nếu như vậy chị cảm thấy chị không mua được, dạ vâng không mua được thì thôi chị, chứ em cũng không có ép chị mua đó nha mọi người nha. Chứ bây giờ lợi cho chị thì em cũng không làm được, mà lợi cho em thì mấy chị cảm thấy phù hợp thì mấy chị mua nha. Cái đó có 2 bộ cho Nguyễn Trâm nha mấy chị nha. Rồi bên rồi, em sẽ lấy có tâm cho mình nha các chị, chứ không phải lấy là đúng rồi chụp một hình đâu các chị. Ví dụ trường hợp mấy chị mà đã mua nhà em rồi, mấy chị sợ bị trùng hình thì mấy chị có thể chụp những cái hình mấy chị đã mua rồi á, gửi qua tin nhắn giùm em là nhân viên em sẽ lấy cho hai bộ chị Đá Cụi. Cắt đi những cái hình mấy chị đã mua, có rất là nhiều chị khách quen em là mua rồi, em biết mà.
Tại biết là mấy chị cũng sợ là bữa trước em cũng chị cũng có mua ở nhà em rồi. Chị sợ là em đợt này em lấy nó sẽ trùng với cái đợt trước của chị á. Thì dạ vâng, nếu mà sợ trùng chị có thể chụp lại những cái mẫu đó, chị gửi cái tin nhắn cho em, nhân viên em lấy khác đi cho mình nha mọi người, không sợ trùng đâu. Đấy, chứ còn hình thì dĩ nhiên em sẽ lấy hình này hình kia. Chứ làm sao mà chẳng lẽ em đâu có biết hình nào đẹp hình nào xấu, cứ lấy đủ màu nha mấy chị nha. Rồi ok chưa? Bé trai 3 bộ từ Võ Ngọc Thanh Thảo. Bé gái 2 bộ từ Tony Nguyễn. Bé gái 2 bộ từ Bùi Nhung. Rồi chiếc chắc cũng hết hàng, bữa nay live buổi cuối nữa à. Từ 100B cho đến 137. Trời ơi ho quá. Rồi nhanh tay cho em nha mọi người nha. Có con bộ nào màu xanh màu đồ lấy xuống chị cho em trùng trùng. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn cho em nha, báo size báo giá là anh chị luôn em ơi. Rồi đề xuất hàng này em lên lại lần cuối, chuẩn bị em xuống mẫu nha các chị. Từ 8kg cho đến 15kg là 55.000. Từ 16 cho đến 21kg là 65.000. Và từ 22 đến 31kg luôn ạ là chỉ có 75.000 thôi các chị. Sau lưng em ký nào cũng có hết đó chị. Rồi mình lên giùm em là bé trai mấy bộ kiềm ký hoặc là gái mấy bộ kiềm ký để bên em lên đơn cho mình nha. Sau lưng em mấy bộ ngố là ký nào cũng có hết, là bộ ngố mẹ bé hả mới về ạ. Đợi xíu lên là cái mã cho mấy chị chốt nha mấy chị nha. Rồi ok bây giờ em quay cho mấy chị bộ bé trai. Rồi chị nào đợi mẫu mẫu khác á, chuẩn bị quay mẫu khác chị chấm bà chấm bà tương tác với em nha. Đẹp không chị ơi, đồ bộ hip hop dành cho bé trai nha mọi người nha. Em cảm ơn rồi. Chị Sơ Huy Đặng lần đầu tiên mua của bộ shop nhưng mà vải đẹp rất là ơn em, cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, cái đó là rồi các chị lên số điện thoại giúp em để nhân viên gọi các tình yêu ơi. Cái mong muốn và cái tâm huyết của nhà em luôn mọi người, thật sự luôn. Em bán hàng cũng em bảo mấy đứa nhân viên nhà em cũng vậy, bán hàng phải có tâm mọi người, thật sự là như vậy luôn nha mọi người nha. Rồi đây mấy chị, rồi em lên lại thêm đây, nó nhiều hình lắm nè mấy đứa. Em bé Giang, bé Quyên gì em lấy chưa có hết hình á. Đẹp không mấy chị? Nó nhiều hình lắm luôn. Thì như thế nào? Đó thì em sẽ lấy cho mấy chị là đủ màu đủ hình. Ví dụ mấy chị lấy 3 bộ thì em sẽ lấy cho mấy chị là 3 màu. Đó như vậy với mấy chị nha. Chứ làm sao mà giờ em đâu có lấy chung một màu được nha mấy chị. Đó thì mọi người cứ an tâm là em sẽ lấy đủ màu đủ hình cho mấy chị về cái bộ này. Là lý do em không có like được nữa là do em hết hàng rồi. Đó nó còn lỉ ra mỗi hình nó còn có 1-2 bộ. Bé trai 3 bộ trước chị thông tâm. Rồi báo lại báo giá báo size lại một lần nữa cho anh chị nè, hình rất là đẹp cho em luôn này mọi người ơi. Rồi lên cho em mẹ là trai mấy bộ kiềm ký hoặc là gái mấy bộ kiềm thiếu ký nha. Hip hop đợi em xíu, hip hop đợi em xíu, em lên lại lỡ cỡ cái thằng này hình đẹp mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Nói chung là đồ bộ xuất hàng nhà em á là em về cái dòng cao cấp, thành ra là cái hình của nó rất là nhiều hình luôn đấy, không có không phải là như nhà người ta mà vô shop mấy chị thấy treo đâu có 3 bộ đầu đuôi, có 3 bộ 5 bộ không có, không có hình để lựa. Còn riêng nhà em là gần 500 hình lượng mấy chị đấy nha mọi người nha. Cái dòng đây là nhà em chuyên luôn á, em chuyên nhập từ đầu buôn từ bên Trung Quốc về tới Việt Nam luôn nha mọi người nha. Đấy nên là nó nhiều hình lắm luôn á mọi người. Rồi lên cho em mã là trai mấy bộ kèm ký hoặc là chị sao chị đang đau sốc là lần này nhận hàng cũng ưng nè, em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi lên đơn nhanh cho em mã là trai mấy bộ kèm ký hoặc là gái mấy bộ kèm nhân số ký xuống mẫu này luôn nha. Từ 7kg đến 15kg là giá 55.000. Rồi 16kg đến 21kg là giá chỉ có 65.000 thôi, và từ 22 cho đến là 31 cái ok em sẽ đại 75.000 đồng, quá rẻ luôn. Đó, đẹp là cái thứ nhất rồi mấy chị, đẹp là quan trọng rồi. Nhưng cái quan trọng nữa là về cái giá cả nữa, em bao giá toàn thị trường cho anh chị luôn. Rồi bao giá bán sỉ cho mọi người luôn nha. Rồi em quay mẫu tiếp theo. Lên cho em buổi pháp đêm nay sẽ mấy chị size dưới 99.000 đi, sẽ đại bán luôn cho anh chị 125.000 luôn em ơi. Rồi size dưới 99.000 và size đại 125, comment cho mã xanh lá. Cái cả hai bộ chị nhập quen rồi, lên đơn cho mã xanh lá nha mọi người nha. Comment nhanh cho em bộ này là mã xanh lá với kèm con nặng giùm em mà có đơn. Rồi ok nè, em có size cho biển là từ khoảng là 12kg cho đến 21kg là giá 99.000, và từ 22 cho đến 42kg ok rồi em, 125.000 mấy chị, quá rẻ chưa. Nhanh tay cho em bộ này mã hip hop. Rồi comment nhanh cho em mã bộ hip hop và kèm con nặng giùm em mà có đơn. Rồi hip hop giúp em nha. Rồi đồ bộ hip hop mấy chị, nhanh tay cho em mã bộ là hip hop và kèm con nặng. Rồi em lên tiếp cho anh chị quần chip nè, đầu năm đi học chắc chắn là cũng còn luôn á. Mà dòng quần chip nhà em là hàng công ty, hàng xịn nha mấy chị nha. Em không có nhập hàng mà hàng tàu lao bên Trung Quốc về nữa. Hàng này là em đặt riêng công ty nó may luôn nha mọi người. Đấy công ty nó may mà đợt này em hết rồi. Đó hết rồi mấy chị. Còn vài cái cuối cùng. Rồi bây giờ em chỉ còn size từ váy này 10kg nè. Cho đến khoảng là... Rồi 28kg đi em. Rồi hiện tại chỉ còn size 10 cho đến 28kg là bên em hết hàng. Rồi giá là combo 3 cái chim như thế này 55.000, nó sẽ có hai hình, hình trơn với hình hình có sẽ có loại hình
và sẽ có loại trơn. Loại trơn còn ít luôn và loại hình cũng còn có rất là ít. Nên thành ra em sẽ trộn hai cái loại này với nhau nha chị nha. Ví dụ như chị nào mà vừa cưới củ trơn thì em sẽ lấy trơn và vừa cưới loại hình nha chị nha. Có hai loại cho em như thế này. Chị phong 23 chị Bình Tiên. Lên đơn cho em mà chip và kèm công đoạn giùm em mà có đơn nha mấy chị nha. Chị phong 15 chị Vi Nguyên. Rồi ok em cảm ơn chị Vi Nguyên nè. Rồi hip hop xanh lá mà. Ồ ok. Rồi cái này 12 ok nè. Chị phong 12 chị Trúc Ly. Rồi hip hop xanh lá mấy chị. Lên đơn mà hip hop hộ em. Chị phong 25 chị Thanh Trinh. Rồi cái này đẹp lắm mấy chị. Thật sự 99 ngàn. Chị phong 23 chị Võ Ngọc Thanh Thảo. Bánh sĩ luôn mọi người, cộng lại được vài ngàn luôn á. Rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi nhanh tay cho em bộ này luôn. Hip hop xanh lá chị Nâu Sóc 14. Ok em cảm ơn chị Nâu Sóc này. Rồi nhanh tay cho em mấy hip hop và kèm công. Hip 18 chị Ngọc Thơ. Rồi ok nè. Hip 26 chị Duy Nguyễn. Rồi ok. Hip 19 chị Phạm Ngọc Hân. Rồi. Hip 28 chị Thư Ngân. Rồi Duy ơi, cái bộ hip 11 chị Thúy Nguyễn. Thật ra bóng chày em. Hip hop 14 chị Nâu Sóc. Rồi ok. Hip 14 chị Khánh Linh. Hip 12 chị Minh Khang Minh Thư. Cái chai còn đúng rồi, đưa hết cộng với chị sẽ thêm bộ xuất hàng bí trai chú chị Hạnh Nguyễn 25. Rồi xuất hàng mấy chị nên thử. Chiếc 18 chị Ngọc Thảo Hình. Chị nào không tin á, chiếc 14 chị Lê Nga. Chiều nay dắt xe ra shop coi thử xuất hàng nó bán nhiêu bộ biết rồi mà nhiều mọi người. 21 nha, em thấy ở thị trấn thôi. Chiếc 21 chị Sinh Phúc. Thành phố nó bán mắc hơn nữa nha mọi người nha. Thị trấn em thôi mà đang đã bán 75, 85 ngàn bộ xuất hàng rồi. Có chợ thành phố, chị nào ở thành phố mua cái bộ đó chắc phải là cả 80-90 ngàn đó chị, chứ không rẻ đâu. Chiếc 18 chị Nguy Gia. Rồi ok. Chiếc 13 chị Thân Sương. Rồi ok. Rồi bộ đây là hip hop xanh lá nha mọi người nha. Chút đâu phải xanh lá. Rồi chị lấy quần chip. Ờ 99125. Chiếc 14 chị Nam Châu. Rồi ok nè. Rồi quần chip là em sẽ có 2. Chiếc hop 36 chị Lê Nghe có. Chiếc trơn với loại hình nha mấy chị. Vừa cái nào lấy cái đó nha. Hốt hàng rồi trời. Chiếc hop 27 chị Lê Vi. Để em liên hệ công ty nó may nha. May gấp chứ kiểu này may không kịp rồi mấy chị. Chiếc này quá rẻ rồi. Combo 3 cái cho em như này 55 ngàn. Hàng công ty xịn luôn nha mọi người nha. Phải mức ruột cho em luôn. Phải cực bước nhận hàng. Chiếc 18 chị Vi Lê. Đảm bảo 1000% ưng ý luôn mọi người. Ba combo 3 cái nó đóng sẵn cho em như này 3 màu. Rồi nên em bán cho chị combo 3 cái luôn 55 ngàn. Rồi size từ 10kg đến khoảng 28kg thôi mấy chị. Hết size lớn rồi. Chị nào size lớn đợi em vài hôm nữa em liên hệ công ty nó bay thêm nha mọi người nha. Cái này công ty may không kịp luôn á. Rồi nhanh tay cho em mã chip nha. Rồi nhanh tay cho em mã chip luôn. Rồi cái bộ sọc màu cam này. Cái bộ mắt kính. Chiếc hóa 37 chị Thảo Trân. Quân chiếc 18 chị Ly Lê. Nhân ơi. Ra hồi kho lấy cho em bộ mắt kính màu cam vô đây cho em đi anh ơi. Rồi đây mấy chị, rất là đẹp luôn này. Chị nào mới vô chưa chốt đơn được thì mình lên đơn nhanh tay cho em. Bộ này là mã sọc cam. Bộ này sọc cam nha chị nha. Còn mắt kính là em có quần chiếc 16 chị Ly Lê. Rồi mắt kính là em có màu đen với màu cam. Là cái mã mắt kính nha chị. Còn bộ mã này cho em là mã sọc cam mấy chị. Rất là đẹp cho em luôn này. Rồi dễ thương chưa. Rồi chị yêu lấy sọc cam chốt nhanh cho em. Bộ này là mã sọc cam và kèm con nặng giùm em nha. Siêu đẹp chưa mọi người ơi. Cái màu dễ thương chưa này. Rồi bộ sọc cam này thì em có size cho bí đó là từ 11 đến 22kg. Giá chỉ có 99 ngàn thôi. Đấy 23 cho đến là đợt này nói chung vậy nó tăng khủng khiếp luôn á. Nhưng mà em bán cho anh chị thật sự luôn là em nhờ số lượng thôi. Vì giống như một mẫu này á, em treo ra shop em bán có thể là em bán lên 130-140 bộ đúng mấy chị. Nhưng một ngày em bán được mấy bộ. Đó lý do vì sao mà em không mở shop em bán là lý do như vậy. Em nghĩ là bây giờ nếu em ra shop em bán một ngày em bán chưa được nổi 10 bộ đồ thì em có thể cộng lên 20-30 ngàn, 30-40 ngàn một bộ từng lãi. Nhưng em đứng đây với chị, em bán cho mấy chị mỗi bộ đồ em cộng lại vài ngàn thôi mà một ngày em bán được hơn 1000 bộ đồ. Đấy, thành ra là em vẫn đứng đây em bán và em nhờ số lượng nha chị nha. Nên mọi người cứ yên tâm chốt đơn cho em, hàng cực xịn. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này sọc cam. Sọc cam 15 chị khủng lắm con. Rồi ok nè. Sọc cam 18 chị Thúy Trương. Bệnh ghê luôn. Rồi chốt đơn nhanh tay cho em mã này sọc cam và kèm con nặng giùm em có đơn nha mấy chị. Sọc cam 19 chị Dương Thảo Nhi. Mấy viên chi mà giờ bệnh. Sọc cam 16 chị Thu Quỳnh. Rồi quá đẹp luôn mấy chị ơi, cái màu nó này mê luôn nó thật sự luôn nè. Sọc cam 24 chị Võ Văn. Rồi ok chị Hạnh Nguyễn này, ok chị này. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này sọc cam nha chị nha. Cái màu nó rất là trắng da luôn. Sọc cam em có đủ size từ 11kg cho đến 77kg luôn ạ. À. Mới về mình đủ muốn size ký nào thì mình ghi giùm em đã. Sọc cam kèm ký kèm số điện thoại với em nha. Hàng em mới về đủ size đủ số trên hữu mua đi mọi người ơi. Sọc cam 18 chị Giang Trần có. Nốt bữa nay là bữa sau không còn hàng nữa sọc đâu. Sọc cam 23 chị Hạnh Trần. Lúc nào cũng vậy á mấy chị, cứ em like một ngày là nó còn. Qua ngày hôm sau là lên số với em mới chốt nha các chị. Rồi nhanh tay cho em bộ này sọc cam 16 chị Thu Quỳnh có. Ok cảm ơn chị nè. Nhanh tay cho em mã sọc cam. Sọc cam 19 chị Hồng Hà 845. Ok nè. Có cái bill sọc cam nhiều chưa nè. Sọc cam 50 chị Thanh Văn Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị Thanh Văn Nguyễn nè. Màu rất là đẹp luôn mọi người, nhìn cho em cái màu này. Lên đơn nhanh tay cho em mã sọc. Đi học.
học rồi, mùa mưa mùa gió rồi này kia, mấy chị tranh thủ mình mua những cái bộ lửng lửng như này cho chứ 16 ok chị Thúy Trương. Rồi sọc kem từ sọc kem 35 chị Huệ Nguyên. Rồi ok cảm ơn chị. Sọc kem 17 và 62 chị Tuy Na Nguyễn. Cho chị cái bộ con cây rô màu. Mẫu này dành cho bí gái với Kim nha tình yêu nha. Sọc kem 35 chị Trần Hải. Sọc kem 16 chị Nhung Tuyết. Lời vơi vàng cây rô hồng này. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này sọc kem nhé chị nha, chút đơn nhanh chị. Sọc kem 28 chị Bùi Nhung. Rồi ok. Sọc kem 19 chị Phạm Ngọc Khoan. Rồi ok tranh thủ. Sọc kem 13 và 65 chị Thu Sương. Rồi ok lớn nhất là 77. Các chị nghe chị Diễm đọc cái mẻ nào thì mình chốt mẻ đó với em nha, các chị đừng có ý của mình như này, ý mình như kia là bên em không có chốt được. Đừng có ý mình cái sọc kem này mà nó bay qua cái bên Mỹ đây là xong luôn các chị. Trời ơi cái bên Mỹ đó là mắc kính. Lên. Kính cam. Thấy chưa? Sọc kem 26 chị Cầm Bỉ. Đừng có ý mấy chị nha, ý em. Sọc kem 34 và 43 chị Linh Nguyễn. Shop em mấy chị cho ý em giùm em chút chứ bây giờ cái nhiều cái sọc quá. Em đang chốt sọc kem cái này còn sau lưng không phải mà sọc kem sau lưng của em là mẹ kính mắt kính. Sọc kem 28 chị Bùi Dung có. Nha. Cái nào cũng sọc kem hết rồi thì ông nội nào biết cái nào mấy chị. Nha nó sẽ bị trùng. Nha nên bởi vậy em đã chia ra vậy rồi thì mấy chị cố gắng mình ánh lên giùm em số nha. Nghe em nói nha. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này là mẹ sọc kem và kèm con nặng giùm. Sọc kem 33 chị Tuyết Hạnh. Rồi ok cảm ơn chị Tuyết Hạnh nè. Rồi sọc kem em có size 11 đến 22 kg mấy chị. Là giá 99k. Quá rẻ luôn rồi, bữa nay bộ mối hàng cao cấp như thế này không ai bán giá 99k nữa hết á mọi sọc người. Sọc kem 20 kg chị Khải Ngân. Rồi từ 23 cho đến 35 kg giùm em là giá sẽ là bao nhiêu, là 119k. Và đặc biệt mẹ có 139k thôi mấy chị, chốt đơn nhanh tay. Đấy mẹ mà bữa sau em like chắc không còn bộ nào mẹ luôn á. Nói bữa nay chắc bữa sau không còn rồi á. Chắc chắn 1000% là như vậy luôn nha mấy sọc chị. Sọc kem bên em có ký là... từ 11 đến 22 là rồi. 99.000. 23 cho đến 35 là 119. Rồi. Và từ 36 đến 77 chỉ có 139.000 thôi mấy chị okay, nha. Qua mẫu lên cho em bộ này caro hồng mấy chị. Quá đẹp luôn. Sọc kem 21.54 chị Ngọc Anh. Rồi caro hồng hộ em tương tự mẫu này 21 cái độ là hộ em 99k. Rồi 22 cho đến là 30. Không có bộ nào nhỏ hơn hả? Em 23 cho đến 22 cỡ cho đến 34 kg mấy chị. Là giá 119k hộ em. Và mẹ mẫu này em có size tầm 72 cái độ là ok. Mẹ 139k. Lên cho em bộ này caro hồng. Comment cho em mã bộ là caro hồng mấy chị, cứ mua đủ màu về cho bé mặc đi học. Đó cứ tới mùa đi học là khách qua shop em mà cứ mua bộ ngố á mọi người. Đó là cứ là mỗi chị là tầm 5-7 bộ. Cứ mỗi chị là tầm 5-7 bộ là về mặc đủ tuần á. Chữ vậy nha mọi người nha. Bộ ngố ngố như thế này nè. Bán rất là ok luôn. Mùa đi học là trời nó bắt đầu. Sọc kem 22 chị Ly Ly Nguyễn. Cứ hơi bưa bưa mọi người. Rồi comment danh tay cho em bộ này là caro hồng. Rồi caro hồng. Sọc kem 49 chị Nguyễn Thị Thu Trang. 21 cái độ là giá 99 nha. Cho chị bộ luôn em ơi. Caro hồng chị Trâm Bỉ 21. Rồi ok nè. 22 cho đến là 34 kg là giá sẽ 119. Và mẹ caro hồng chị Nguyễn Minh Nga. Mẹ là 35 đến 72 kg ok. Mẹ 139k hồi em chị. Trời caro hồng nó dễ thương lắm luôn nè. Caro hồng chị Thu Lê. Rồi ok caro hồng nha mọi người nha. Sọc kem 14 chị Trần Tiên. Bên em không có mẹ và bí trai chị. Caro hồng chị Trại Gà Nhẹ 7. Rồi ok cảm ơn chị nè. Caro hồng. Caro hồng chị Khánh Linh. Nó dễ thương quá. Rồi nhanh tay cho em nha mọi người. Caro hồng chị Thu Hiền. Cứ mua đủ màu. Đó khoảng là 5 màu, mua 5 kiểu luôn á, nhà em là 5 màu 5 kiểu khác nhau luôn, mọi người không phải giờ mẫu giống nhau đâu. 5 màu em lên cho anh chị 5 kiểu khác nhau cho anh chị lựa chọn luôn á. Rồi nhanh tay cho em bộ này caro hồng nha, chị lấy caro hồng nhiều chút mà caro hồng. Caro hồng 25 và 53 chị Uyên Trần. Vừa bao nhiêu ký cũng vừa hết đó chị ơi, nhanh tay cho em luôn. Từ 12 cho đến 77 ký, các chị muốn chốt ký nào cũng được nha các chị nhé. Đừng hỏi em là có vừa hay không, cứ lên mã ký số điện thoại. Caro hồng chị Phạm Ngọc Hoa. Đó là nhân viên chốt cho mấy chị. Caro hồng 15 và 65 chị Đỗ Thu Hiền. Hàng nhà em may là bao nhiêu có bao nhiêu ký nó có đó mọi người. À cái bộ xong cái mẫu này em Nguyên em ra em lấy chị cái ngố màu xanh màu xanh. Caro hồng trước chị Uyên Lê. Chữ xanh đâu em. Sọc kem 16 chị Nhung Tuyết có đôi. Ok cái chuột màu xanh này chắc ngố này. Caro hồng 21 và 54 chị Ngọc Ánh. Rồi caro hồng nha mọi người nha. Để em lên chấm chị. Caro hồng 13 và 26 chị Hồng Văn Trọng. Ngố nha em hiện tại tới thời điểm hiện tại gần 100 mẫu bộ ngố luôn mấy chị. 100 mẫu, 100 màu khác nhau luôn á. Rất là nhiều luôn mọi người. Mấy chị tranh thủ mình mua để mặc đi học nha. Rồi caro hồng hộ em nha, chị lấy caro hồng một chút đơn. 21 cái độ là hộ em giá 99k. 22 đến 34 kg là giá 119. Và mẹ từ 35 đến 72 kg ok. Mẹ 139 nha. Chính lại caro hồng hộ em nha. Rồi cái bộ này là con mắt kính màu đen nè. Kính đen và kính cam. Ai lấy kính đen chốt kính đen và ai lấy kính cam chốt bạn kính cam hộ em luôn. Rồi em có mắt kính nha mấy chị nha. Rất là đẹp cho em luôn nè. Rồi comment cho em mã kính cam hoặc là kính đen kèm con nặng giùm em có đâu. Đẹp chưa mấy chị? Ôi dễ thương chưa? Hàng em thiết kế luôn nha. Đấy hàng độc quyền luôn mấy chị. Đặc biệt là những mẫu này toàn bộ là hàng bên em thiết kế và chính tay là công ty của em may luôn. Đó thành ra là mấy chị mua thứ nhất là sẽ không đụng hàng. Thứ hai vải của nó rất là xịn do chính tay em lựa chọn và đặc biệt hình in này sẽ không bao giờ bị bong tróc cho em luôn.
em in cho anh chị là loại tốt nha anh chị. Về giặt máy vô tư cho em không bị bong tróc hình. Rồi và giá của nó thì em cam kết là rẻ nhất thị trường đối với dòng cao cấp. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này kính màu đen. Kính đen chị Nam Châu 20. Kính đen và kính cam anh em có ký như sau như các chị nhé. Từ 11 cho đến 22 là 99.000. Từ 23 đến 35 là 119.000. Và từ 36 ký thì đến 77 ký luôn ạ. À. Chỉ có 139.000 thôi. Đó, mẹ bằng 139.000 ở đâu bán cho mấy chị nè. Rồi chị nào muốn lấy ký nào thì mình cứ lên giúp em lại. Mã là đó kính đen hoặc là kính cam kèm ký và kèm số điện thoại giúp em ạ. Rồi, rất là đẹp cho em bộ này luôn mọi người ơi. Nhanh tay cho em mã là kính cam hoặc là kính đen kèm con. Kính đen 13 và 26 chữ Hồng Vân Trần. Rồi ok đi. Rồi kính cam và kính đen kèm con nặng giùm em nha mọi kính người. Kính cam và kính đen 18 chị Hồng Hà. Trời ơi, dễ thương quá. Kèm số giúp em các chị. Hình con mắt kính này là hình mới năm nay luôn mấy chị, nó là em cơ kính đen 26 hai bộ chị Phụng Trương. Đấy, dễ thương chưa hàng. Kính đen và kính cam chị Trinh Trinh. Rồi siêu đẹp. Rồi nhanh tay cho em nha, đẹp quá dễ thương quá. Kính cam 35 chị Giang Phong. Em kính cam 16 chị Ni Lê. Em phải thiết kế mẫu mới cho mọi người luôn á. Rồi nhanh tay cho em. Kính mới kèm số giúp em. Rồi. Kính cam 22 chị Huyền Nga. Rồi ok. Kính cam 20 chị Diễm Sĩ. Rồi ok nè. Rồi kính cam 16 chị Khủng Long Con. Rồi ok nè. Của bé gái nha chị nha, mẹ kính đen 34 và 43 chị Linh Nguyễn. Mẹ và bé gái mấy chị đủ size từ 11 đến 77 ký mấy chị muốn kính lấy. Kính cam 16 và 50 chị Su Si. Rồi muốn lấy cái nào bình luận. Kính cam 19 chị Dương Thảo Nhi. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi kính cam và kính cam 18 chị Thúy Trương. Rồi ok nè. Kính cam 16, 28 và 60 chị Thu Quỳnh. Rồi ok cảm ơn chị này. Kính đen và kính cam mấy chị có hai màu, một cam và một đen. Rồi chị vô lấy lên đơn nha. Kính cam rồi. 22 chị Ly Ly Nguyễn. Rồi cái này là chuột màu xanh còn mấy bộ Nguyên ơi, hết hàng rồi. Còn từ số B tới số 9. Rồi chuột màu xanh giùm em mấy chị lên đơn mãi chuột kính xanh. Kính cam 22 chị Hạnh Trần. Chuột xanh em có size 13 ký mấy chị cho đến là 22 ký. Thì giá sẽ là bao nhiêu 99k. Em cảm ơn chị Thu Hiền nha. Rồi em báo lại mã kính cam hoặc là mã kính đen rồi, để okay. Các chị biết nha. Rồi, okay, từ 11 ký cho đến 22 ký là rồi. Tương ứng là 99.000. Rồi. Từ 23 ký cho đến là 35 ký tương ứng là 119.000. Rồi, và từ 36 ký cho đến 77 ký luôn ạ. À, chỉ có 139.000. Nên chị nào lấy cái kính màu nào thì ghi em kính kèm màu kèm ký. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha, hình mắt kính mới năm nay luôn. Cái con này nó mới lắm mọi người, con này hot trend luôn á. Con này em thấy nó dễ thương quá nên là em kêu công ty nó in cho em á. Kính cam ba bộ chị Thu Quỳnh có đơn. Đó nên là thành ra là cứ cái con nào mà nó nổi tiếng hoặc là đang hot trend rồi này kia là em sẽ in cho mấy chị những cái bộ nó rất là mới luôn. Chuột xanh 20 chị Diễm Sự. Rồi chuột xanh là 22 ký độ lại là giá sẽ là bao nhiêu 99k mấy chị. Và 23 cho đến khoảng 26 ký là giá 119 em hết hàng. Kính cam 20 và 65 chị Điệp Lê. Chuột xanh này cũng hàng bên em thiết kế. Kính cam và kính đen 32 chị An An. Mấy chị thấy cái hình em thiết kế rất là lạ hình luôn nè, dễ thương không? Rồi không bị bong tróc luôn cho em nha chị nha. Rồi đầm đợi em xíu. Chuột xanh 14 chị Trần Tiên. Rồi chuột xanh cho em luôn 22 ký độ lại là giá 99k. Và 23 chuột xanh 16 và 20 chị Hoa Jenny. Rồi 23 đến 26 ký mấy chị là giá 100. Chuột xanh 19 chị Phạm Ngọc Hoa. Rồi tiếp tục cho anh chị bộn chuột màu vàng. Rồi chị yêu lấy chuột màu vàng lên đôi mẹ chuột vàng. Chuột vàng em còn size đại với size mẹ. Kính đen 33 chị Hồng Vân Trần. Rồi chuột vàng em còn size đại với size mẹ thôi mọi người. Đại đó là em còn là từ 23 cho đến là 35 ký là giá 119k và miệng có từ 36 cho đến khoảng là 7. Kính đen 26 chị Trâm Bí. Rồi là giá chỉ có là 139k. Chuột xanh 22 chị Hạnh Trần. Mấy cái lô này nó đẹp lắm. Kính cam 19 chị Úc Thảo. Đảm bảo mua một bộ là bao nghìn. Kính đen 12, 30, 50 nha mọi người nha. Cam kết với mấy chị là bao nghìn luôn cho em vì thật sự thị trường không ai có luôn, không ai dám cái chất liệu này để mà may lên cái bộ ngố. Và do là em được trước em may một lần rồi. Đó, em thấy nó quá đẹp nên thành ra em đặt công ty nó dệt thêm vải. Cái này là chính bên em dệt vải cho mấy chị luôn. Cái thành ra đi ra thị trường mấy chị thấy nhiều khi mình muốn mua những cái bộ này nè mà mình không thích mua chỗ em vì lý do gì đó. Ở xa chỗ em hay như thế nào mấy chị không thích. Mấy chị có thể là chụp lấy những cái hình bên em mình gửi qua những cái trang khác hoặc là những cái shop khác. Em cam kết 1000% là sẽ không có. Vì cái hàng này là hàng em thiết kế mẫu mấy chị. Đó, hàng em tự thiết kế mẫu và tự em may, cái đó là cái duy nhất và cái độc quyền của nhà sản xuất Bí Ngô em. Không giống như trên thị trường là lý do như vậy là bên em tự thiết kế mẫu và bên em có công ty riêng để may. Thành ra những cái mẫu nào mà em thích thì em có thể may lên cho mọi người nha. Đây, kính đen 65 chị Linh Nguyễn. Sắp tới là em tính là em sẽ may thêm những cái set mà kiểu kiểu dạng dạng như là em hay mặc like đồ á. Thì em tính là em sẽ thiết kế mẫu và em may cho mọi người có cả mẹ và bé để cho mấy chị mặc đi trên Tết á. Nhưng mà Tết em mới may lận chứ còn bình thường mùa này em lười bán hơn. Mùa này em chủ yếu bán đồ bộ thôi. Đó, còn ngày Tết thì chắc chắn sẽ có đồ kiểu và đồ kiểu mẹ và bé nha. Nếu chị nào thích cái mẫu nào mấy chị có thể gửi qua cho bên em. Nếu em cảm thấy ok vượt mẫu được thì em có thể là lên may cho mấy chị luôn nha. Đó, và hàng em may đó chị yên tâm đi, trời công ty may đẹp lắm mấy chị ơi. Phải nể luôn đó, công ty may đồ rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi lên đơn tiếp tục cho em chuột xanh và chuột vàng đi bơi.
thôi. Chuột xanh và chuột vàng, chuột xanh em có là từ 12, chuột chuột xanh em có là từ 13 cho đến là 22 kg chị. Là giá sẽ là 99k và từ 23 đến 26 kg là giá 119 nha. Là chuột màu xanh. Còn chuột màu vàng em có size đại và size mẹ, 23 đến 35 kg là giá 119. Và mẹ em có là từ 36 cho đến khoảng là 77 kg. Ok hộ em màu vàng. Chuột màu vàng nha mọi người nha, chốt đơn cho em mã chuột vàng. Rồi tiếp tục cho em bộ này là sọc màu cam. Sọc cam chị nào chưa có lên đơn giùm em nè. Rồi chuẩn bị quay chị bộ vít trai bên kính trong đi. Kính điện 49 chị Trinh Trinh. Rồi ok nè. Đây nè, chút mặt chị chỉ luôn nè. Đó, đưa ra chị xem khách luôn. Mâm màu cam cam đi. Rồi lên đôi. Cam 56 chị Nhung tiếp. Rồi, siêu đẹp nha mọi người nha. Comment cho em mã sọc cam. Sọc cam và kèm con đặng giùm em là có đơn nha mọi người nha. 11 chị Ngân Nguyễn Thị Kim. Rồi ok nè, đẹp chưa? Rồi chị lấy sọc cam, chút mã sọc cam hộ em luôn. Sọc cam này mọi người màu dễ thương chưa? Quá đẹp luôn mọi người. Rồi sọc cam này em có size cho bỉ đó là từ 11 đến 22 kg. 99.000 thôi. 23 kg với chị cho đến khoảng 35 kg là giá 119. Và mẹ em có từ 36 đến 77 kg ok rồi em. Mẹ có giá cho mấy chị là 139.000. Lên đơn nhanh tay cho em bộ này là sọc cam. Rồi tình yêu lấy sọc cam chút nhanh cho em mẹ bộ sọc cam và kèm con nạm nha. Rồi qua mẫu tiếp theo qua đồ biết gai đi hơn. Rồi tí nữa em còn lại đi gái tiếp. Đi gái nhiều mẫu lắm mấy chị ơi. Trời sọc cam 20 chị Diễm Sự. Rồi cái đây là quần chip nha chị. Combo 3 cái cho em là 55.000. Có hình trơn, có loại trơn và có loại hình. Vải mức được luôn. Rồi chị lấy lên đôi cho em mã chip và kèm con này hiện tại còn có ít lắm luôn á mọi người. Sọc cam 20 chị Hương Nguyễn. Rồi chị nào mua chip và kèm đơn hộ em. Sọc cam 21 chị Nam Châu. 10 kg đến 28 kg thôi mọi người là em hết hàng. Chị nào bé lớn hơn 3 mấy kg thì đợi em vài hôm nữa em về xem luôn. Sọc cam 25 53 chị Yên Trần. Rồi quần chip giùm em combo 3 cái cho em như thế này 55.000. Công ty đóng sẵn 3 cái nè mọi người, 3 cái 3 màu. Sọc cam 62 chị Diễm Sự. Rồi 3 cái 3 màu cho em như thế này. Sọc cam 27 chị Thảo Trần. 55.000 chốt đơn cho em. Sọc cam 42 45 55 chị Xuân Si. Trời công nhận sọc cam đẹp thiệt luôn ha. Sọc cam 30 về 40 chị Thanh Huỳnh Tuyền. Cái màu quần á mọi người nó rất là đẹp luôn đó mọi người ơi. Cái len này siêu đẹp luôn. Cái len này mấy chị biết sọc là sọc cam 19, sọc cam 50 chị Hoa Trúc. Chuyên may đầm body á. Nhưng mà em là em không có thích bán đầm body. Do là đầm body công ty nó kêu em là may đầm body mẹ phải biết đi. Em kêu không, dáng tao xấu lắm mày ơi, tao không có may làm body chứ. Hai hai chị Ly Ly Nguyễn. Thành ra là em may cho chị là cái dạng như em sẽ thiết kế mẫu khác là em may cho chị bộ ngố cho chị dễ mang. Chứ bây giờ mà em may đầm body được mấy người bọn body mấy chị như em là em không mặc body được rồi á. Em ngại lắm không mặc cái đó được đâu. Thành ra là em không có may đầm body. Và em sẽ chuyển qua em may cho chị bộ ngố. Đấy mình mặc cho nó dễ mang nha chị nha. Và nó rất là trend luôn á mọi người. Chứ thật sự cái vải đây nè, đúng ra là lúc mà nó kêu em dệt cái vải này là nó kêu em là để may đầm body á. Giống như cái mình người hot girl. Sọc cam bên em có đủ size từ 11 đến 77 luôn ạ. Ok nè, cho chị bộ màu cam ở đây. Rồi sọc cam từ 11 cho đến 22 kg mấy chị giá 99k. Rồi từ 23 cho đến 35 kg là giá sẽ là 119k và mẹ là từ 36 đến 77 kg mấy chị. 139.000 chốt đơn nhanh tay cho em mẹ sọc cam nha, em qua mẫu nha. Rồi quay cho chị bộ bí trai này đi. Comment cho em mẹ là bí trai. Rồi chị lấy bí trai chút mẹ bí trai nha. Trời ơi nó dễ thương chưa? Rồi sale mấy chị luôn đi, 99.000 đi còn vài bộ à. Rồi sale khách luôn 99k bộ nha mọi người nha, coi size đi em ơi. Rồi bộ này em có size cho bé là 13 đến 23 kg ok. Comment cho em mẹ là gì đây bí trai mấy chị. Comment cho mẹ bí trai và kèm con nạm còn hai ba bộ cũng sale. Sale 49 chị Thảo Trần. 99.000 bộ bí trai này, dễ thương chưa? Hàng hip hop bí trai nha. Rồi bộ hip hop dành cho bí trai rồi lấy váy xuống chị sale khách luôn đi em ơi. Comment cho em mã là bí trai và kèm con nặng giùm em là có đơn. Rồi váy hoa gì váy gì đó đưa chị siêu khách luôn. Xanh bơ đi Nguyên, váy màu xanh bơ lên trên. Comment cho em mã là bí trai và kèm con nặng giùm em chị size 13 đến 23 kg ok. Xẻ với chị luôn 99 ngàn. Rồi 99 ngàn với chị lên cho em mã bí trai. Bí trai 18 chị Vy Lê. Rồi bí trai hộ em 99k. Bí trai 14 chị An An. Rồi ok cảm ơn chị nha. Rồi nhanh tay cho em mã là bí trai và kèm con nặng giùm em là có đơn nha mọi người nha. Em qua mẫu tiếp tục. Rồi lên cho chị bộ bóng chày bí trai nè. Bóng chày là bán chị luôn 75.000 bộ là bóng chày. Bí trai 17 chị Thúy Nguyễn 667. Comment cho em bộ này là comment cho em mã A3 đi. Bộ này chốt cho em mã bộ A3 nha. Rồi bóng chày cái cặp bóng chày đâu rồi Nguyên ơi? À màu vàng mà. Rồi A3 mấy chị chốt cho em bộ này mã A3. Bí trai 23 chị Xuân Phúc. Rồi bộ bóng chày cho em mã là A3 nha. Chị lấy A3 chốt mã A3. A3 này em có size là tầm bí trai 17 chị Thúy Nguyễn 667. 13 kg nè. Một bộ là 12, 13. Rồi một bộ là 16, 17 với một bộ là 20, 22, 23 kg đi. Lên đơn cho em mã bộ là A3 đi. 22, cái này 23, 24. Rồi em có là 16, 16, 18 kg. 23, 24 kg mấy chị. Và 12, 13 kg lên cho em mã bộ là A3. Bí trai 16 chị Nguyễn Ngọc Nghe. Rồi comment cho em mã bộ là A3 và kèm con nặng giùm em có đơn nha mấy chị nha. 12, 13. A3 12 chị Xuyên. Rồi 16, 18 kg. Và 23, 24 kg mấy chị.
Rồi giá mấy chị 75 ngàn bộ nha. Tiếp tục Nguyên ơi đưa chị cọc bóng chày luôn. Nguyên chị xả hết mấy chị bóng chày luôn ơi. Rồi tiếp tục cho em bộ màu vàng nè. Xong em cho em mã vàng size cổ luôn này. Hàng cực đắt luôn. Chị mấy chị luôn á. Size cổ cực đắt này em xả mấy chị luôn 75 ngàn nha. Comment cho em mã vàng. Lên đơn cho em mã vàng dùm em là có đơn. Size 17, 18, 14 rồi. Rồi chốt cho em mã vàng dùm em luôn. Lớn nhất là bao nhiêu ta? Coi em bộ size 18 nữa hôm nay. Rồi bóng chày màu vàng mấy chị size đại size cổ này. Rồi bộ này hàng cực đắt nha mọi người nha. Hàng size đại như này nhập vô 8 mấy ngàn bộ em xả mấy chị là 75 ngàn nha mọi người. Rồi cái bộ này em có size cho bé là tầm 28kg này. Rồi 28 cho đến là 37kg ok hộ em mấy chị. Xả mấy chị luôn 75 ngàn bộ comment cho mã vàng. Rồi chị lấy vàng chốt mã vàng giùm em bộ bóng chày màu vàng nha mọi người nha. Size từ 28kg cho đến khoảng là 38kg ok hộ em bộ bóng chày màu vàng. Comment cho mã vàng kèm con nặng giùm em có đơn. Rồi giá cho mấy chị là xả luôn 75 ngàn tiếp tục màu đỏ đi em ơi. Rồi tiếp tục cho mấy chị màu đỏ luôn nè. Đỏ tương tự. Đỏ là em có size cho bé là tầm từ 35 cho đến 45 cái ok. Đỏ em có size từ 35 cho đến 45 cái ok hộ em chị. Trời màu đỏ đẹp chưa. Không cái đỏ này em có size tầm 32kg á. 32 cho đến 42 cái ok hộ em chị chút mã đỏ. Rất đẹp luôn 75 ngàn. Em 36 chị Kim Thúy. Rồi đỏ giùm em luôn nha chị lấy đỏ chút đỏ. 32 đến 40, 43, 44 cái ok mấy chị. Đỏ sale khách luôn 75 ngàn bộ. Comment cho mã đỏ với kèm con nặng giùm em có đơn cho mình màu đỏ nha mọi người nha. Chị lấy đỏ chút đỏ. Rồi ai lấy đỏ lên đơn cho mã đỏ nha. Rồi qua cái đầm đi xanh Nguyên ơi, đầm xanh bơ ơi Nguyên. Rồi đầm này xẻ mấy chị luôn ơi. Trời hàng đắt này. 77 ngàn cái luôn nha. Đỏ 36 chị Kim Thúy. Rồi 77 ngàn nha mọi người ơi. Đầm này dòng cao cấp nha mọi người nha. Rất là xịn luôn nè. Đầm này nhập vô mắc tiền lắm luôn đó. Còn vài cái xẻ lũi mọi người 77 ngàn đây chốt đi mã đầm V77 phơm cực to. Đầm này em có size từ 21kg này. Rồi đầm này em có size từ 20 cho đến 30kg ok. 20 cho đến 30 34kg đi. Rồi đầm này em có size cho bé từ 20 cho đến khoảng là 34kg ok hộ em mấy chị. Rồi em xả mấy chị luôn 77 ngàn. Lên cho em mã đầm V77. Comment cho em mã đầm V77 kìm con nặng dùm em có đơn cho em mã đầm V77 V77k cho mọi người nha. Từ 32 đến 34 và 38 đến 42. Rồi V77 mấy chị, chốt cho em mã đầm V77. Rồi giá 77 ngàn cho mọi người luôn, size cho bé từ 20 cho đến là 34 cái ok. Màu xanh bơ nè mọi người ơi. Đẹp nha mọi người nha, vải cực đẹp luôn, 77 ngàn chốt cho em mã đầm V77. Comment cho em mã đầm là V77 và kèm con nặng giùm em có đơn. Rồi vàng có 25kg chị ơi. 77 ngàn 20 đến 34kg. Rồi chốt cho em mã 7726 chị Yến Ôm. Rồi. Rồi lên tiếp cho em chị bộ ngố chữ xanh nè. 7734 chị Gan Phong. Comment cho em mã chữ xanh đó cho chị bộ LV luôn em ơi. Đây mấy chị bộ ngố chữ xanh nha mọi người nha. Rồi bộ ngố chữ xanh cho em nha mấy chị. Size cho bỉ là 21kg độ lại giúp em. Thì giá của bộ này sẽ là bao nhiêu? 99k mấy chị. 22 cho đến khoảng là 34kg là giá 119. Và mẹ mẫu này thì em chỉ còn size mẹ đó là từ mẹ em chỉ còn size từ 60kg 58kg chứ. Mẹ em còn size từ 58 cho đến khoảng là 65kg ok nha mọi người nha. Mẹ có giá chị 129.000. 7722 chị Thu Châu. Rồi mẹ bộ này giá rẻ nên 129.000 chốt cho em mã bộ. 7734 chị Linh Nguyễn. Rồi lên cho em mã bộ ngố chữ xanh nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn bộ ngố mẹ và bé gái này. Rồi em có size 21kg độ lại là giá 99k. 22 đến 30 33 34kg đó mấy chị 119k và đặc biệt mẹ em duy nhất chỉ còn size là từ 58 cho đến là 65kg giùm em. Mẹ 129.000. 7722 chị Thu Châu có. Lên cho em bộ này chữ xanh. Rồi chị yêu lấy ngố chữ xanh chút đơn bạn ngố chữ xanh hộ em nha. Chữ xanh chị Phụng Kiên. Rồi ok. Chữ xanh chị Ly Ly Nguyễn. Rồi ngố chữ xanh mọi người rất là đẹp. Chữ xanh chị Hằng Nguyễn. Rồi ok nè. Chữ xanh chị Thương Lê. Rồi bộ ngố chữ xanh giùm em. Chữ xanh chị Minh Khang Minh Thương. Rồi lên đơn nhanh cho em bộ ngố chữ xanh mấy chị. Rồi chị bộ ngố gà màu cam luôn đi. Rồi comment cho em mã bộ ngố chữ xanh và kèm chữ xanh 2715 Yến Nhi. Đây nè Nguyên ơi. Chữ xanh 1959 chị Phạm Ngọc Hân. Rồi ok cảm ơn chị Phạm Ngọc Hân nè. Rồi lên cho em bộ ngố chữ xanh và kèm con nặng giùm em có đơn nha mọi người nha. 21kg đồ lại là giá 99. 22 cho đến khoảng 35kg thì là giá 119k. Và mẹ chỉ còn size từ 57, 58kg cho đến 65kg. Chữ xanh 15 chị Khánh Kinh. Rồi.
Chị số 13, 65 chị Phương Sương. Từ 57, 58 đến 65 kg. 87, 24 chị Phương Dương. Rồi ok nè. Chữ xanh 24 chị Kiều Như. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Rồi nhanh tay cho em mã bộ ngố chữ xanh nha mọi người nha. Comment cho em mã bộ ngố chữ xanh và kèm công nặng giùm em tiếp tục cho chị bộ này LV màu vàng nè. Rồi LV vàng này, chị lấy LV vàng, chúc mẹ LV vàng luôn. Rồi bộ này size 21kg độ lại là giá 99k. Và 22 cho đến lớn nhất là bao nhiêu người ơi? Rồi 22 đến 34kg ok hộ em với chị là giá 119k. Chốt cho em bộ này LV vàng. Rồi chị yêu lấy LV vàng lên nhanh cho em. Bộ này là mã LV vàng và kèm công nặng giùm em có đơn nha mọi người nha. Rồi LV vàng hộ em với chị. Ai lấy LV vàng chốt đơn cho em mã bộ ngố LV vàng và kèm công nặng giùm em. Rồi bộ ngố chữ xanh, bộ ngố LV vàng này. Rồi tiếp tục cháu chị bộ này là bộ con gấu màu cam, cực đẹp luôn nè. Rồi bộ ngố gấu cam này, ai lấy bộ ngố gấu cam chốt mã bộ ngố gấu cam cho em luôn. Rồi bộ ngố gấu cam nha mọi người nha. Đây, màu dễ thương chưa mọi người, phối màu năm nay đang rất là trend những cái kiểu như thế này luôn nè. Rồi lên đơn nhanh tay cho em, bộ này là comment cho em mã bộ nó là gấu cam ấy chị. Gấu cam này tương tự, em còn size tầm 20-21kg là giá 99. Rồi 22 cho đến là 30, 22kg đến khoảng 34kg chị là giá 119. Và mẹ mẫu này em còn từ 35 cho đến 45kg ok. Mẹ em còn size từ 35 cho đến 45kg ok mấy chị, mẹ có giá 139.000. LV vàng 16 chị Nhung Tuyết. Gấu cam hộ em nha. LV vàng 17 chị Thảo Nguyên. Rồi gấu cam giùm em. Rồi chị lấy gấu cam, chốt mẹ gấu cam kèm con nặng nha mọi người. Rồi bộ ngố gấu cam nha mọi người nha, chốt mẹ bộ ngố gấu cam. Gấu cam nè. Rồi cái này LV và màu vàng. Đây mấy chị, bộ ngầu ngố LV màu vàng này, chị lấy LV vàng, chốt mẹ LV vàng. Rồi lên cho em mẹ bộ ngố LV vàng hộ em nha. Rồi LV vàng. Rồi cái này là bộ ngố chữ xanh. Rồi đây là bộ ngố chữ xanh cho em luôn. Lên đơn cho em. Chữ xanh đây là chị Gian Phong. Rồi ok nè. Lên cho em cái này là bộ ngố 18 chị Gian Trần. Rồi ok nè. Rồi bộ ngố chữ xanh giúp em với chị. Comment cho em mã chữ xanh và kèm con nặng giùm em và có đơn cho em mã bộ ngố chữ xanh nha mọi người nhé. Rồi cái bộ sọc đi em ơi, sọc ở bên trong á, lấy chị luôn đi. Gấu cam 20 chị Diễm Sự. Rồi ok nè. Sọc hồng ở trong đây nè Quyên ơi. Ở dưới nè. Chữ xanh chị Kim Như Trần. Rồi sọc về chữ xanh giùm em cho người nha. Chốt đơn cho em mã bộ ngố chữ xanh. Rồi chị lấy chữ xanh, chốt mã chữ xanh kèm con nặng nha. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi đồ bộ nhà em phải nói là quá trời quá đất đồ bộ luôn á mọi người. Riêng cái đồ bộ phải nói là không biết bao nhiêu mẫu luôn. Rồi cái này con gà màu cam mấy chị. Lên đơn cho em mã bộ gà cam tương tự 21kg đổ lại thành con gà nè. Comment cho em mã gà, gà cam và kèm con gà. Rồi gà 18 chị Gan Trần. Rồi con gà nha mấy chị nha. Con gà màu cam rất là đẹp luôn nè. Gà cam này em có size 21kg đổ lại là giá sẽ là 99.000. Từ 22 đến 34kg là giá 119k mấy chị. Rồi lên đơn không còn chi em ơi. Comment cho em mã gà cam. Rồi chị lấy con gà màu cam chốt nhanh cho em. Bộ này là con gà màu cam nha mọi người nha. Siêu đẹp cho em luôn. Rồi bộ gà màu cam. Rồi bộ gà cam giùm em nha mọi người nha. Rồi gà cam rồi chị lấy con thỏ màu đen này. Đó mình có mua nhiều màu như vậy đâu. Gà cam 14 chị Nam Châu. Cái này là con thỏ con bắt kính đen này. Comment mã kính đen. Gà cam 19 chị Phạm Ngọc Hân. Rồi đây đưa chị em. Cái này lên cho em mẹ là kính đen. Gà cam 35 chị Bông Bông. Rồi ok này, bộ này cho em mẹ là kính đen mấy chị. Ai dễ thương chưa, kính đen là mẹ là bé này. Kính đen là bộ ngố mẹ. Rồi gà cam 19 chị Phạm Ngọc Hân. Rồi em có size là cha bé đó là từ 11 đến 22kg. Gà cam 15 chị Đỗ Thu Huyền. Cho nhân xuống cắm pin giùm chị em ơi. Rồi 11 đến 22kg là giá sẽ là 99k. Rồi 22 cho đến là 35kg chị là giá 119. Và mẹ em có từ 36 đến 77kg ok. Rồi em mẹ có giá chị có là 139.000. Kính màu đen với chị. Lên đơn mã kính đen tiếp tục cho chị một bộ đùi nè. Đùi sọc hồng cực đẹp. Rồi đùi sọc hồng nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Rồi xong bộ này cho chị một bộ xanh sau lưng em luôn nha. Chữ xanh B2 chị An An. Rồi ok cảm ơn chị An An này. Gà cam 14 chị Ngọc Trang. Rồi bộ đùi gà sọc hồng. Gà cam 16 chị Ngọc Tuyết. Lên cho em bộ này comment cho em mã mặt cùi hồng. Comment cho em mã mặt cùi hồng kèm con nặng. Kính đen 1959 chị Phạm Ngọc Hân. Rồi comment cho em mẫu này comment cho em. Mấy chữ xanh chị Hân Đào. Rồi ok mặt cùi hồng với chị. Chốt cho em bộ này là mã mặt cùi hồng kèm con nặng giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ này mặt cùi màu hồng nha mọi người nhá. Rồi mặt cùi hồng này tương tự em có size 20kg đổ lại là giá 99.000. Dễ thương quá mấy chị. 21 cho đến là bao nhiêu nè? 21kg cho đến khoảng là 30. Rồi từ 21 đến 32kg ok giùm em với chị là giá sẽ là 119k. Và mẹ mẫu này em có đó là từ khoảng là 30 mấy này ta. Mẹ em có là từ 33kg cho đến khoảng là 52kg ok rồi em. Mẹ có giá cho mấy chị là 139.000 một bộ. Bộ mặt cùi hồng là mẹ và bé nha mọi người nha. Mặt cùi hồng này em còn là size mẹ và bé. Rồi chị lấy lên đơn cho em mã mặt cùi hồng kèm con nặng. Mặt cùi hồng cho Kim Thúy. Rồi ok nè. Kính cam 14 cho Nhã Tuệ. Rồi ok nè.
kính em có hai màu cam và đen á. Kính đen 50 và 18 chị Trần Lan. Rồi cái này mặt cùi hồng size lớn nhất là 52-53 cái đủ lại nha mọi người nha. Chốt cho em nè mặt cùi hồng. Rồi chị yêu lấy mặt cùi hồng cái quần sọc năm nay đang cực trend, những cái mẫu như này mặt nhìn nó dễ thương á chị. Nếu mà cái mẫu mặt cùi hồng 19-59 cho mẫu ngọc không? Em may cái áo giống như cái màu quần luôn á thì nhìn nó sẽ không đẹp. Mặt cùi hồng 12-52 chị Thúy Nguyễn. Mặt cái quần sọc sọc như chỗ này nhìn nó rất là dễ thương luôn nha mọi người nha, kiểu mới năm nay nha. Rồi chốt đơn cho em mã mặt cùi hồng 20 cái đổ lại giá 99.000. Rồi 21 cho nó khoảng 32 kg chị. Là giá sẽ là 119 và mẹ là từ 33 cho đến là mẹ khoảng là 53 cứ ok rồi em. Mẹ có giá mấy chị là 139k. Rồi chốt đơn cho em mã mặt cùi hồng nha. Ai lấy lên đơn cứ mua đủ màu chị, em lên tranh thủ lên đủ màu cho mọi người này. Cái này kính đen. Đó cứ mua bộ màu đen, màu hồng, màu cam, màu xanh, màu vàng, màu đỏ cứ vậy mọi người. Là nó ok, cái này là con gà màu cam này. Rồi chị lấy gà cam chút đơn mã gà cam này. 21 cái độ lại cho em giá là 20 chị Thu Châu. Rồi gà cam rất là dễ thương luôn này, lên đơn cho em mã gà cam nha mọi người nha. Rồi qua luôn. Rồi qua tiếp tục nè bộ. Gà màu cam nó ok này. Rồi qua tiếp mấy chị ơi, bộ này dễ thương lắm luôn nè. Trời ơi nó phối màu dễ thương chưa? Bộ dài tay áo dài quần kiểu hip hop năm nay luôn nè. Đấy. Màu dễ thương chưa mọi người ơi, comment cho em mã phối xanh. À, bộ này nhìn tính đi 16 ký chị Hồng Vân. Comment cho em mã bộ là D1 đi cho nó nhanh. Comment cho em mã bộ dài 1 nè. Đó, áo tay dài và quần như thế này nè, mang giày mang đồ mặc nhìn dễ thương lắm mọi người, quần đùi nha chị. Dạ 39 ký chị Hồng Hà. Ok, cảm ơn chị nè. Rồi nhanh tay cho em luôn nha mọi người nha. Bộ này là con gấu màu cam nè, chị lấy con gấu màu cam chút mã gấu cam. Rồi bộ này là con ngố hồng. Đây mấy chị, bộ này là ngố hồng nè. Bộ này là ngố hồng. Rồi ai lấy ngố hồng chút đơn cho em mã bộ là ngố hồng mấy chị. Em bộ này em có 11 đến 21 cái ok hộ em. Giá cho mấy chị là 99.000 bộ ngố hồng. Mặt cùi hồng 17 và 19 cho xem đi Nguyễn. Lên đơn cho em mã bộ là ngố hồng kèm con nặng giùm em mà có đơn nha mấy chị nha. Rồi bộ này D1 mấy chị. Bộ D1 đi em. D1 này em có size cho bé là từ 10 đến 20 ký ok. Kim 18 thì Nguyễn ra. Giá xem mấy chị luôn 99.000 bộ. Kim 20 cho Nguyễn Thương Trang. Xem mấy chị luôn 99.000 nha mọi người nha. Mấy bộ này mặc dễ thương lắm luôn á. Rồi D1 hộ em này nhìn thấy dễ thương mọi người. Cái màu nó phối rất là đẹp luôn. Nhanh tay cho em bộ này là mã D1 mấy chị. D1 và kèm con nặng giùm em là nhân viên chốt đơn mấy chị. Bộ D1 của em 10 đến 20 ký ok. Rồi giá cho mấy chị là 99.000. Rồi giá 99.000 nha. Comment nhanh cho em mã bộ là D1. Rồi D1 và kèm con nặng giùm em mà có đơn. Rồi bộ này là ngố hồng. Xong cho chị cái bộ bí trai xả kho 69.000 em. Rồi bộ này là comment cho em mã đó là cái gì đây mấy chị, ngố hồng 11 đến 21 ký ok hồi em, giá là 99k một bộ. Ở dưới em là màu vàng nằm dưới. Rồi bộ này là con gấu màu cam. Chị lên đơn cho em mã bộ này là gấu cam mấy chị. Giá 19 chị Vy Lê. Rồi gấu cam em có 11. Giá 16 chị Liên Võ. Rồi gấu cam. Gấu hồng 16 chị Ngân Tuyết. Cái này gấu cam nha chị nha. 11 đến 21 ký là giá 99.000. Rồi 22 ký cho đến khoảng là 34 ký mấy chị là giá 119. Và mẹ em còn là từ 35 cho đến 45 ký ok. Mẹ có giá cho mấy chị là 100. Bao nhiêu này 139.000. Lên đơn cho em bộ này là comment cho em mã là gấu cam. Rất là đẹp cho em bộ gấu màu cam luôn. Rồi chị yêu lấy gấu cam rồi cho chị bộ sải chút xíu. Rồi D2 chuẩn bị cho chị mẫu D2 màu xám cho mọi người. Rồi lên cho em bộ này luôn mọi người ơi. Tiếp tục cho em bộ này là mã cho em mã sải 69 ra. Rồi em có size cho bỉ là từ mấy nè, 10kg đến 20kg ok mấy chị, 69 nè. Rồi 10 đến 20kg ok hộ em cho em bộ này luôn, 69.000 một bộ. Chốt đơn cho em bộ này là comment cho em mã sải 69k. Sẽ 69k và kèm con nặng giùm em là có đơn cho em bộ này 69.000 nha mọi người nha. Rồi 69.000 nha mọi người, bộ ví chai này. Size 10 đến 20 ký ok mấy chị. Giá cho mấy chị là 69.000 bộ, chốt đơn mã sẽ. Mặt cùi hồng 11 đến 7 chị Thương Trang. Rồi ok. Giá 13 chị Ngọc Bích. Rồi ok nè. Sẽ 69 luôn hộ em nha mọi người nha, chốt đơn mã sẽ 69 bộ đồ ví chai quần của nó nhìn giả rinh nè. Rồi size cho biển nhà mình là từ mấy nè? 10 ký đến bao nhiêu nè? 10 đến 18 kg ok hộ em nhá chị nhá, xả mấy chị luôn 69.000 đồng. Comment cho em mã xả 69k và kèm con nặng giùm em là có đơn. Rồi xả 69k và kèm con nặng hộ em là có đơn cho em bộ này 69.000. Rồi qua mẫu tiếp tục nè. Rồi cho chị bộ D2 luôn đi em ơi. Trời D2 hàng cực xịn luôn nè mọi người. D2 rất là đẹp nha mọi chị nhá, size từ 11 đến 21 kg ok. 11 đến khoảng là 20-21 kg ok cho em. Trời dễ thương mọi người, rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi chốt cho em mã bộ là D2. Rồi giá em sẽ mấy chị luôn 99.000 bộ đi, còn vài bộ à. Lấy đơn nhanh tay cho em bộ này là mã D2 và kèm cân nặng giùm em có đơn cho em mã bộ D2. Cái này mặc mang giày mang đồ rất là đẹp mọi người ơi. Rồi nhanh tay cho em luôn, tiếp tục cho chị bộ màu con chó màu tay em. À cái đó cũng được em.
Rồi nhanh tay cho em bộ này là mã D2 mấy chị. D2 mắt kính màu cam chụp phương thảo màu 3 và 18. Rồi, ok nè. Rồi D2 có size cho bỉ là từ khoảng 11kg cho đến 20-21kg. Ok rồi em mấy chị, viền cổ viền đồ may cực xịn cho em bộ này luôn nha. Rồi giá chị có là 3 ngàn. 6 chị Nguyễn Thúy 907 ngàn chốt đơn cho em mã bộ là D2. Rồi chị lấy D2 chút mẹ, D2 kèm con nặng và kèm con nặng dùm em có đơn nhắn chị nha, mã bộ D2. Rồi ai lấy D2 lên mã D2 và kèm chi phí dùm em. Size cho bỉ là từ 11 cho đến 21 cho ok hộ em đã bộ D299. Màu dễ thương lắm luôn đó. Rồi qua mẫu tiếp tục nè. Rồi qua mẫu nha mọi người nha. D27 chị xin thúc. Rồi ok nè, bộ xanh đây là mẹ bé đó mọi người. Em còn vài bộ nè, chị lấy bộ chữ xanh chút mẹ, bộ chữ xanh. Xong cái bộ đẹp 40 chị xóa hết. Rồi ok nè, chữ xanh. Chiếc 30 chị mua để tặng. Rồi ok, lên đơn cho em bộ này là bộ ngố chữ xanh nhắn chị, bộ mẹ là bé gái. Em có size 21 cái độ lại là giá 99 ngàn. Và từ 22 cho đến khoảng 34 ký chị là giá 119. Và mẹ em còn size đó là từ 57 ký cho đến 65 ký ok. Mẹ có giá cho em chị là 129k. Chốt đơn cho em mã bộ ngố chữ xanh. Comment cho em mã bộ ngố chữ xanh rất là đẹp luôn nè mọi người ơi. Lên đơn cho em mã bộ ngố chữ xanh nha. Rồi cái này là mẹ và bé chị, chị nào mới mua chưa chốt đơn thì lên đơn. Rồi tiếp tục bộ thuốc bí cho đi em ơi. Rồi đây là bộ mắt kính màu đen mấy chị, comment cho mã kính đen. Kính đen này là bộ ngố mẹ và bé gái nè. Chị nào mới mua chưa chốt đơn được thì lên cho em mã bộ là kính đen. Kính đen này em có size cho bé đó là từ mấy nè. 11 đến 22 kg là giá 99 ngàn mấy chị, 23 đến 35 kg là giá 119. Và mẹ em có là từ 36 cho đến khoảng là mẹ là 77 kg ok. Mẹ chị có giá cho mấy chị là 139 ngàn. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này là kính màu đen mọi người ơi, rất là đẹp cho em bộ kính đen. Rồi ai lấy kính đen lên đơn nhanh tay cho em mã bộ này là kính đen nha mấy chị nha, siêu đẹp luôn, có hai màu là kính màu đen và kính màu cam á. Chị nào lấy thì lên đơn giùm em nha. Rồi ai lấy kính màu đen chốt mã kính đen và ai lấy kính cam chốt mã kính cam này. Bộ mẹ và bé nè mấy chị. Đấy, dễ thương chưa? Rồi nhanh tay giùm em luôn nha, kính màu đen và kính màu cam. Kính đen và kính cam em có đủ size từ 11 đến 77 ký không ạ? À? Chị okay. Muốn lấy ký nào thì cứ giúp em mã kèm ký kèm số điện thoại nha. Mẹ và bé đủ size từ nhỏ đến lớn rồi, em quay cho chị một buổi shop đi sao tiếp tục nè. Trời ơi, bộ này cực đẹp luôn, hết hàng còn nhiêu đây cuối cùng luôn hả? Bộ này rất là nhiều mà hôm nay em hết hàng rồi. Đẹp chưa mấy chị ơi? Dòng cao cấp nha chị nha, lên đơn cho em mã bộ cao cấp. Rồi chị yêu lấy cao cấp chút, mã cao cấp và kèm con nặng với chữ xanh chị Trần Ngọc Hà. Rồi ok, đồ dài tay kính cam chị Ngọc Nguyễn 60. Rồi quần túi hộp rồi mấy chị, rất là đẹp luôn, chốt cho em mã bộ cao cấp. Kính cam chị Thảo Lê size nhũ nào Nguyên ơi, bốn mấy nè? 14-16 xe đại đủ. Xe nhíu là từ 14-16. Rồi 14 cho đến 16 ký mấy chị là giá 99k. Rồi bộ này em có size từ 14 đến 16 ký mấy chị là giá 99k mấy chị. Rồi size từ 22 ký cho đến khoảng là 30-35 cứ ok hộ em. Xả mấy chị luôn 125.000 đồng. Lên đơn cho em mã bộ cao cấp. Rồi chị yêu lấy mã bộ cao cấp chút, nhanh cho em mã bộ cao cấp giùm em, còn vài bộ cuối cùng này. Rồi mã bộ cao cấp hộ em nha mọi người nha. Em có size cho bé là 14 đến 16 ký thì về size giá xả mấy chị chỉ có 99k thôi. Và size từ 22 cho đến 35-36 cứ ok mấy chị. Em xả kho với chị luôn là 125.000, quá rẻ luôn á. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã bộ cao cấp và kèm cân nặng giùm em có đơn. Rồi cao cấp nha mấy chị nha, chốt đơn nhanh cho em mã bộ là cao cấp hộ em mấy chị. Cao cấp quần túi hộp này, túi hộp may hai bên rất là xịn sò cho em mấy bộ này luôn nha. Rồi chị yêu lấy bộ cao cấp chốt nhanh cho em mã bộ cao cấp và kèm con nặng. Rồi cao cấp và kèm con nặng giùm em là có đơn nha mọi người nha. Size cho bỉ là từ 14 đến 16 ký mấy chị. Giám sản với chị 99k và size từ 22 đến 36 ký ok hộ em. Giám sản với chị luôn 125.000. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã bộ là cao cấp và kèm con nặng hộ em. Rồi bộ cao cấp nha mọi người. Cao cấp 35 chị Yến Anh. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Cao cấp 16 chị An Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị An Nguyễn nè. Rồi nhanh tay giùm em nha mọi người nha. Hôm nay em không like đồ dài tay mấy chị ơi. Hôm nay bên em không like đồ dài tay nha. Tôi cho chị xếp hoa. Xếp hoa nè đi. Chị like thêm xíu đó. Cao cấp 30 ký 2 bộ chị Bảo Hôn. Rồi ok, cảm ơn chị Bảo Hôn nè. Mấy giờ tờ kiện nó tốt đó nha. Rồi em quay cho mấy chị cái mẫu này nha mọi người nha. Trời, cái mẫu này dễ thương lắm đó nè. Ôi. Cao cấp 28 chị Ngọc Hà. Cao cấp 16 chị Nguyễn Thúy. Cao cấp 27 chị Hồng Hà. Rồi ok. Rồi bộ này có giá cho mấy chị là trời, cái quần nó dễ thương quá mấy chị ơi. Cái bộ này mà mặc vô in bài luôn á. Cao cấp 22 chị Thủy Đặng. Rồi ok, em cảm ơn chị Thủy Đặng. Lên số các chị ơi. Rồi khách mới kèm số điện thoại giùm em mới có đơn nha mọi người nha. Khách mới lưu ý là kèm số điện thoại hộ em nha mấy chị. Rồi em quay cho mấy chị một cái set ring dành cho bé. Trời ơi, set ring dễ thương quá mấy chị ơi. Cái quần có rút hai bên này.
quần rút hai bên này kèm cái áo kho này, trời ơi nhức, nó nhức nách luôn hả? Rồi bộ này em cắt size từ 10 kg này đến bao nhiêu kg nha em ơi? Rồi giá cho mấy chị là 110 ngàn hả em? Nguyên set cho em 110 ngàn mấy chị. Rất là đẹp luôn, một cái quần này. Cái 22 chị Kiền đỏ. Trời ơi nó đẹp chưa? Cái kem 35 chị Bích Thảo. Comment cho em ở hoa trắng gì đây? Comment cho em ở rin set rin đi. Comment cho em ở set rin nha mấy chị nha. Coi cái áo đi. Rồi 20 kg. Rồi bộ này em có size cho bé, cái áo này phơm mặt ngắn ngắn thôi nha mọi người nha, phơm mặt áo, áo ôm, áo ngắn ngắn nha. Rồi cái quần 20kg không? Rồi mẫu này em có size từ 10 đến 20kg ok mấy chị. Rồi giá 110 ngàn, comment cho em mã set rin, rất là đẹp luôn nè mọi người. Trời ơi nó dễ thương quá mọi người ơi. Comment cho em mã set rin và kèm con nặng dùm em và nhân viên chốt đô chị set rin nè. Áo mấy cái áo hoa như thế này năm nay đang cực là trend cho em luôn. Rồi set rin nha mấy chị nha, 110 ngàn. Set rin là chính chị Phạm Ngọc không? Set rin 110 ngàn mấy chị, lên đâu mã set rin. Rồi chị yêu lấy set rin 16 chị Hồng Vân. Rồi ok cảm ơn chị nè. Set rin 18 chị Phương Thảo. Cái váy len con sơ ri nè. Set rin 12 chị Minh Khang. Minh Khang. Rồi 72 ngàn. Comment cho em mã V72. Chốt đơn tiếp tục cho em đầm này là 72 ngàn. Set rin là 110 ngàn nha mấy chị nhá. Rồi set rin là 110 ngàn mấy chị. Set rin dễ thương quá luôn quá. Thật sự luôn á. Set rin 13 kế chị Phương Lan 112. 110 ngàn mấy chị, lên đơn mã set rin. Rồi chị lấy xếp riêng, chú bạn xếp riêng hộ em nha. Xếp riêng 14 ký chị Hậu Bích. Rồi ok em cảm ơn chị nè. Rồi nhanh tay cho em luôn mấy chị ơi. Xếp riêng kìm con nè. Xếp riêng 10 ký chị Anh Kim 944. Ok cảm ơn chị nè, hết hàng rồi em. Rồi váy này 72 ngàn đồng một cái gì. Rồi váy này siêu hot hit luôn nè, hết hàng rồi em mới về thêm đó. Rồi lên đơn cho em bạn V72K đầm lên Montagy mấy chị ơi. Đầm lên Montagy này rất là đẹp cho em. Chất liệu lên này siêu xịn cổ rồi may rất là đẹp luôn mọi người. Lên Montagy không hề nóng nha chị nha, nhắn những cái vải ra này mấy chị mua nhiều rồi, nói chung em bán nhiều lắm rồi, năm nay đang cực khó luôn mấy chị. Vải nó không có nóng đâu yên tâm đi. Vải này thật sự là mặc cực đẹp luôn chứ nóng gì. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mẫu này V72K. Rồi size cho bé là từ 12 kg nè. Rồi 10 hả? Sư trên em hết hàng ạ. Mã này là 72 kèm kế giúp em nha các chị nha. Rồi lên đúng mã giúp em là 72 kiềm ký, bên em có size từ 12 ký cho đến là 20 ký mang vừa. Rồi giá cho mấy chị là 72 ngàn, mấy chị lên đơn cho em mã V72K. 72 12 cho anh Kim. Rồi ok đi. 72 19 cho Phạm Ngọc Hân. Rồi ok này, tiếp em bơi bộ biến trao màu vàng. Xin riêng hết hàng ra mẫu giúp em. 72 cho Thảo Nguyễn 18. Rồi ok. Rồi 72 ngàn mấy chị lên đơn cho em mã V72K. 72 cho Bảo Kỳ. Rồi 72, 12 và 16 cho Hồng Vân. Rồi ok nè, 12 và 16 ký nè. 72, 14 cho Thủy Lê. Rồi ok nè. 72, 14 cho An Nguyễn. Rồi ok nè. Nhanh tay cho em mẹ V72K. 72, 16 cho An Huỳnh. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, 72 ngàn à. Rồi nhanh tay cho em mẹ V72K. 72, 12 cho Nguyễn My. Rồi đầm lên Montagy nhắn về nhà, siêu đẹp cho em luôn. Rồi xong cái mẫu này em cho chị cái mẫu và cáo kỳ mũ ở ngoài đây nha. Xích trên đây nha. Rồi. Rồi đầm 72 ngàn mấy chị lên đơn cho bạn về 72k. Rồi 72 ngàn nha mọi người nha, em có size từ 12 đến 20 kg ok. Rồi giá cho mấy chị chỉ có 72 ngàn một cái thôi đây mọi người ơi, chất lượng của nó này siêu đẹp cho em luôn. Rồi chị lấy 72 nữa chút nhanh cho em mà 72k và kèm con nặng dành như là có đơn. Rồi 72 ngàn mọi người ơi, lên nhanh cho em mà đầm là về 72k. Rồi 72k nha. 72 12 chị Thư Huyền Võ. Rồi, okay, các chị lên số điện thoại giúp em mới chốt được ạ. 72 15 chị Phương Dương. Rồi ok nè. 72 19 chị Dương Thảo Nhi. Rồi đây là bộ hip hop dành cho bé trai, tiếp tục cho em này, comment cho em mã bộ vàng. Chúc cho em mã bộ vàng và kèm con nặng giùm em có đơn nha chị nha. Bộ vàng này em có size cho bé là từ 10 kg đến 21 kg ok, xả mấy chị luôn đi, 99 ngàn bộ cho mấy chị có hàng mấy chị mua đi. Rồi 99 ngàn nha mọi người nha, siêu đẹp cho em luôn nè, dòng này dòng cao cấp luôn á, xả mấy chị luôn đi, 99 ngàn. Comment cho em mã bộ vàng kèm con nặng. 723 chị Trương Ngọc Lan. Rồi bộ vàng kèm con nặng giùm em có đơn nhớ chị nha. Chút đơn mã bộ vàng. Rồi chị yêu lấy bộ vàng, chút mã bộ vàng kèm con nặng. Trương Ngọc Lan lên sao số điện thoại chị ạ. Rồi bộ vàng và kèm con nặng giùm em. 7220 chị Nguyễn Lan. Rồi ok nè. 7214 chị Phạm Hoa. Rồi ok nè, bộ vàng hộ em nha. Giá mấy chị xả kho luôn 99 ngàn bộ. 99k một bộ mấy chị. Lên đơn nhanh tay cho em mã đó là bộ vàng và kèm con nặng giùm em, mà có đơn cho em mã bộ vàng 99 nha. Rồi rất là đẹp cho em bộ này luôn nha mọi người ơi. Nhanh tay cho em mã bộ vàng từ 10 kg đến 21 22 kg ok. 10 đến 22 kg ok hộ em mấy chị, bộ vàng 99 nha. Comment cho em mã bộ vàng kèm con nặng hộ em nha. Xong cái này em lên lấy chị đồ bộ xuất hàng đi, lấy vài hình đủ màu á. Rồi.
lên đơn nhanh tay cho em bộ vàng và kiềm cân nặng hỏi nha mọi người nha. Từ mấy này 10 kg đến 21 bộ vàng 18 chị Thùy Nguyễn 99.000 luôn đi xem với chị luôn. Bộ vàng 21 chị Thùy Nguyễn. Rồi ok em gọi chị Thùy Nguyễn đi. Bộ vàng 15 chị Thảo An. Rồi ok đi. Bộ vàng 17 chị An Huỳnh. Rồi ok đúng chị An Huỳnh này. Dạ không có 25 kg chị Hạnh ơi. Rồi chấm bài tương tác giùm em qua mẫu tiếp theo nha. Lên đơn cho mẹ bộ vàng. Rồi size cho bí đó là mấy kg này, từ 10 kg đến 22 kg ok rồi em đã cho mẹ bộ vàng. Rồi giá cho mấy chị em xả mấy chị luôn 99.000. Thật sự mấy cái bộ này em nhập vô khá là đắt nha mấy chị nha. Em nhập vô cũng 91-92.000 đồ đó mọi người ơi. Không có rẻ đâu. Mà đồ nhập 91-92.000 thì mấy chị chỉ có hàng cao cấp mới có giá này thôi. Rồi ok đầm hoa này, chỗ đầm hoa siêu đẹp luôn. Đợi em 30 giây em lên cho chị cái đầm hoa nha. Tặng chư ông cho mọi người một cái này. Rồi lên cho chị đồ bộ xuất hàng lại này mọi người. Chị nào mới vô còn mua đồ đi học đồ này kia, tranh thủ chút đồ nhanh tay giùm em nha. Hôm nay em có thời gian em tu đi tu lại. Chứ thật sự hôm sau mà em không có sợ, nhiều khi là em không có còn không có like luôn á. Có những ngày mà hàng về nhiều quá đồ này kia là em không có kịp lên đâu mọi người ơi. Rồi chị nào chưa mua bộ xuất hàng, còn một cây sau lưng em mà em. Rồi chị đang chưa mua đồ bộ xuất hàng thì mình chốt đơn nhanh tay cho em. Mẹ đó là trai mấy bộ kèm ký hoặc là gái mấy bộ kèm trên số ký là có đơn nha. Rồi báo giá chị đôi em ơi, từ 7 ký. Rồi đồ bộ xuất hàng mấy chị rất xuất là hàng chị lên giùm em là trai mấy bộ kèm ký hoặc là gái mấy bộ kèm ký giùm em nha. Rồi đồ bộ xuất hàng từ 8 cho đến 15 ký là 55.000. Đó, từ 16 cho đến 21 kg là 65.000. Rồi từ 22 kg cho đến 31 kg là 75.000 ạ. À. Rất là đẹp và rất là nhiều hình cho em như thế này. Thường hợp mấy chị lấy 3 bộ thì nhân viên nhà em sẽ lấy là 3 màu khác nhau và 3 hình khác nhau cho mấy chị nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng, cứ yên tâm nhà em nha. Rất là đẹp cho em luôn này, nó nhiều hình lắm luôn mọi người ơi. Em có size từ 7 kg đến 15 kg thì giá chỉ có là 55k một bộ thôi. Rồi từ máy này 16 kg đến 21 kg thì giá chỉ có 65.000 một bộ. Đó mấy chị tranh thủ mình mua mặc đi học nha mọi người nha. Cái bộ này là buổi trưa á, ví dụ buổi sáng mình có thể mặc đồ kiểu đồ hip hop rồi được, nhưng mà buổi trưa mình có thể là mua những cái bộ này nè. Thứ nhất nó không phải là rẻ đâu mấy chị, nó rẻ là nó là tiêu chí hàng đầu rồi, nhưng cái thứ hai của nó là mấy chị biết sao, là tới mùa đi học là em bán rất là nhiều cái dòng này, là do là cái quần của nó không có túi, với lại là mình giặt nó nhanh khô nữa mấy chị. Đó quần của nó không có túi, nhiều khi bé ngủ bé quay qua bên này hoặc là quay qua bên kia nó sẽ không có bị cấn cái túi nha chị nha. Đó rồi cái vải của nó cũng thấm hút mồ hôi nữa. Buổi sáng mình mặc đồ kiểu kiểu nhưng buổi trưa trời nó hơi nóng nóng lên, có nhiều bé là giống như là bị nhiệt đồ này kia với chị thì bé ra mồ hôi, thì mình mua cho bé những cái bộ này mặc buổi trưa mình bỏ vô cái ba lô của bé nha, để cô giáo thay rất là ok cho em bộ này luôn nha. Rồi lên đơn cho em mẹ là trai mấy bộ kèm cho em số ký hoặc là gái mấy bộ kèm cho em số ký là có đơn nha. Em có size từ 7 ký đến 15 ký thì giá chỉ có 55k một bộ thôi. Rồi size từ 16 đến 21 ký với chị là giá 65.000. Và size đại sẽ là từ, lấy chị hình bé gái này em ơi, size đại sẽ là từ 22 cho đến 31 ký ok rồi em, giá là 75.000 một bộ. Rất là rẻ luôn. Rồi nhanh tay giùm em, bên em sẽ lấy ngẫu nhiên cho mình đủ màu và đủ hình nha mọi người nha. Rồi cứ lấy 3 bộ là nhân viên sẽ lấy 3 hình khác nhau và 3 màu cho mọi người nữa, mấy chị cứ yên tâm nha. Đấy, cho bên em không có không, nó lẻ quá rồi em không có like từng hình cho mọi người lựa được. Rồi cái trai ba bộ chị Thùy Nguyễn. Rồi ok này, trai mấy bộ kèm cho em số ký và cái trai ba bộ chị Ngọc Lê, hình bé gái này mọi người, cái hình đầu tiên nó phải là bộ số hai. Rồi cho em luôn đây mấy chị, rất là đẹp luôn nè, hình bé gái này rất là nhiều hình bé gái nha mọi người ơi. Rồi lên cho em mẹ là trai mấy bộ kèm ký, bé trai năm bộ chị Nguyễn Thị Thu Trang. Rồi gái mấy bộ kèm cho em số ký là có đơn nha mọi người nha. Cứ lấy 5 bộ là nhân viên lấy 5 cái màu khác nhau, còn bé gái thì đa số nó màu hồng nên thành ra là bên em sẽ lựa cho mình là 5 cái hình khác nhau. Đấy còn bé trai có thể coi có nhiều màu hơn bé gái, thành ra em sẽ lấy là nhiều màu hơn nha. Còn bé gái đa số màu hồng mọi người. Đó cứ hồng đậm, hồng nhạt, hồng tím đồ này kia như thế này thì em sẽ lấy cho mình là 5 cái hình khác nhau. Rồi mấy chị cứ yên tâm. Rồi chốt đơn cho em bạn là trai mấy bộ kèm ký hoặc là gái mấy bộ. Bé trai ba bộ chị Linh Phạm. Rồi ok cảm ơn chị Linh Phạm. Hình chuột Mickey này dễ thương lắm đó mọi người ơi. Hình máy xúc, máy cẩu, hình xe này. Đó, hình khủng long màu rêu này, rất là nhiều màu cho em như thế này, máy xúc, máy cẩu màu xanh xanh biển này. Rồi cái hình con gì đây chua trời quá trời nhiều hình luôn, cá mập này. Rồi ok qua mẫu luôn. Rồi lên cho chị cái bộ đó nha. Rồi đây xếp 3 mẫu nha chị. Để nhiều em ơi. Cái này bé gái nha mọi người nha. 125.000 cái chị, dòng cao cấp luôn này. Rồi áo này trời ơi, dễ thương chưa mọi người. 125.000 đồng comment cho em mã set mũ. Lên đơn cho em mã set mũ và kèm cân nặng giùm em có đơn. Rồi bộ này size từ 12 kg này. Rồi 12 cho đến 22 kg ok, cái quần đâu coi cái lưng quần nữa coi. Rồi bộ này dành cho bé gái giúp em nha các chị nhé. Rồi máy
12 cho đến 22 kg kèo em dành cho bé gái vì nó có cái mũ của con gái mọi người ơi. 12 đến 22 kg kèo em giá 125.000 bộ. Nên đơn cho em bản là set mũ và kèm con nạng giùm em và con. Bé gái để xuất hàng cho chị Út Thảo đi kìa. Rồi ok, con chị Út Thảo này. Comment cho em mẫu này là comment cho em mã set mũ nha mọi người nha. Chị lấy set mũ giúp mã set mũ. Size từ 12 đến 22 kg giùm em. Set 79 chị Phạm Ngọc không? Rồi ok này, dễ thương chưa? Set mũ nha mọi người nha. Comment cho em. Set mũ 20 chị Thảo lên. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Rồi lên đơn cho em mã set mũ hộ em mấy chị nào lấy set mũ comment nhanh cho em mã là set mũ và kem con nặng giùm em. Đi giùm em đúng mã là set mũ kèm cưới với cái gì nhá. Rồi set mũ và kem con nặng giùm em vô mấy chị ơi là có đơn nha mọi người. Rồi ai lấy set mũ nó chốt đơn cho em mã là set mũ và kem cưới bé. Set mũ và kem hộ em là cưới của bé giùm em. Rồi tiếp tục cho anh chị một cái đầm hoa. Lên tiếp cho anh chị một cái đầm hoa này. Bé gái 8 bộ chị Sunny Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị. Số mẫu 13 chị Ngọc Đức. Rồi ok nè. Số mẫu 18 chị Vy Lê. Rồi ok nè. Trời ơi đầm hoa mấy chị. Lên cho em mã đầm này em bán tặng mấy chị luôn đi 69.000 đầm nha mọi người. Số mẫu 20 chị Đẹp Lê. Rồi 69.000 luôn đi mọi người ơi. Comment cho em mã V69K đầm hoa này mọi người. Rồi 69.000 mọi người ơi. Chốt cho em mã đầm là V69K. Lên cho em mã đầm là V69K và kèm con nhanh cho em cái con nặng của bé giùm em. Xin mẫu 19 chị Út Thảo. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Xin mẫu 14 chị Nga Thanh. 69.000 mấy chị ơi, chúc cho em mã đầm là V69K. Xin mẫu 15 chị Tố Tố. Đây mấy chị sau lưng có khóa kéo nha. Sau lưng có khóa kéo cho em luôn, màu đầm rất là đẹp nè. Đáng chưa ăn cho anh chị đầm này luôn đi 69 nha. Comment cho em mã đầm là V69K. Xin mẫu 22 chị Xuân Ni Nguyễn. Rồi ok nè. Rồi V69K. Xin mẫu chị Vy Lê có đơn. Rồi lên đơn cho em mã đầm là V69K và kèm con nặng dành em và nhân viên chốt đơn với chị đầm giá 69.000 nha mọi người nha. Rồi đầm giá 69.000 cho em luôn, mở cái lớn nhất đi em ơi. 20 kg hả? Rồi từ 11 đến 20 kg đi em. Rồi đầm này em có size cho bé là từ 11 đến 20 kg là ok với chị giá 69.000 đầm. Rồi nhanh tay cho em mã đầm là V69K dùm em nha mọi người nha. Rồi V69K và kèm con nặng giùm em và có đơn mấy chị 69.000. Đây mọi người. Rồi 69.000 đầm size từ 11 đến 20 kg ok. Rồi set đầm nha chị nha, 69.000 chốt cho em mã đầm V69K. 69.000 một đầm mấy chị ơi, chốt cho em. 69 cái gì Vy Lê. Rồi ok, cảm ơn chị Vy Lê này, cái gì đây ta? Cái màu hồng hồng đây là cái gì vậy? À miu miu hả? Trời nó có màu hồng thấy không? Rồi chiêu lên chị luôn ấy. Rồi 69.000 mấy chị lên chơi mã đầm V69K kèm con nặng nha mọi người nha. Rồi ok chị Vy Lê là hai cái bộ xếp mẫu. Rồi ok nè. Rồi 69.000 em 10 69.12 chị Thu Huyền Bỏ. Rồi 11-12kg cho đến khoảng 20kg 69.000 mấy chị nha em chị ơi. 69.17 chị Huỳnh My. Rồi ok em gọi chị Huỳnh My nè. 69.13 chị Trương Ngọc Lan. Rồi ok cảm ơn chị Trương Ngọc Lan. Rồi nhanh tay cho em luôn mọi người ơi. Rồi 69.000 mấy chị lên đơn cho mã 69K. Rồi 69.000 nha. Rồi cái đầm len ở cái đây này, cái đầm len này mẫu này nè. Cái đầm màu đó đúng rồi. Rồi 69.000 mấy chị chốt cho em mã đầm là V69K và kèm con nặng dành em có đơn mấy chị size từ 11 đến 20 kg mấy chị. Bán kêu cho anh chị đầm này luôn 69.000 cái nha mọi người nha. Rồi 69.000 một cái nha. Chị lấy lên đơn cho mã V69 rồi em tin tiếp cho anh chị cái anh. Mẫu này nữa nó xinh đấy, nhiều đồ lắm mọi người ơi. Hôm nay về rất là nhiều mẫu cho em luôn. Rồi lên tiếp tục với mọi người thích cái kiểu hay thích gì nữa đây. Rồi lên cái bộ miu miu đó trước đi. Rồi em lên cho anh chị xếp váy hồng. Rồi xếp váy hồng nha mọi người nha. Đây đưa chị cột đây. Coi giá anh chị. Rồi xếp váy hồng. 69.17 chị Ngọc Huyền. Xếp váy hồng dễ thương nè mọi người ơi. Rồi giá luôn. Bao nhiêu em? 110.000 đó chị. Cái váy hồng hộ em nha, chị lấy váy hồng chút mẹ xếp váy hồng kìm con nào. Rồi hình như size chắc tầm 11kg nha mấy chị nha, cho đến khoảng 20-21kg ok nè. Cái váy hồng hộ em nha. Chị lấy váy hồng chút luôn nhanh cho em, mẹ là váy hồng và kìm con nào hộ em có hơn cái váy hồng. Đây mọi người. Đấy, cái váy hồng nè, gồm cho mình một cái váy nè mọi người. Cho mọi người xem tổng chất. Rồi xếp váy hồng hộ em nha chị nha, váy rất là đẹp luôn, váy bên trong có quần luôn nha mọi người nha. Rồi 110.000 một xếp chị và gồm cho mấy chị một cái áo miu miu màu hồng nè. Comment cho em mã váy hồng và kèm con nặng giùm em và có đơn size nhiêu nè. Cái lưng coi thử coi.
Rồi mẫu này lên đơn cho em ạ, váy hồng kèm con nặng giùm em có đơn nha mọi người nha. Váy hồng này em có size cho bé là từ 11 đến 19 kg em. Lên cho anh chị 11 đến 19 kg ok hộ em nha. Comment cho bạn váy hồng. Rồi giá cho mấy chị là bao nhiêu, là 110.000 một set. Rồi 110.000 một set nha, dễ thương quá chị ơi. Đấy cái là mặc đi chơi tay hến năm nay đang hot trend luôn nè. Rồi nhanh tay cho em mã là váy hồng và kèm con nặng giùm em có đơn. Rồi chị lấy váy hồng chốt mã váy hồng hộ em. Bao nhiêu, 110.000 một set nha chị. Xin váy hồng 12 chị Nguyễn Thúy. Váy hồng em có size từ 11 đến 19 kg nha. Rồi ok này lên cái set. Váy hồng 18 chị Lan Luân. Rồi ok cảm ơn chị. 12 chị Nguyễn Thúy có. Rồi. Váy hồng 15 chị An Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị An Nguyễn. Rồi nhanh tay cho em mã là váy hồng và kèm con nặng cho em có đơn. Chút đơn cho em mã là váy hồng trời ơi, lên cái bộ này tiếp tục nè mọi người. Hôm nay rất là nhiều và đẹp nha mọi người, nhanh chấm vào tương tác của em nha. Em chị. Xếp váy hồng thì chỉ có một màu hồng nha chị. Ui nó đẹp chưa mấy chị ơi. Xếp váy hồng 13 chị Thương Trang. Quần dài sao luôn. Váy hồng 15 chị Thu Nguyễn. Trời ơi đẹp mọi người, quần dài không nha mọi người nha. Rồi. Váy hồng 13 chị Thu Huyền Võ. Lên cho em bộ này sọc xanh giùm em có size a nha. Váy hồng 17 chị Nguyễn Thường Dương. Rồi sẽ lại bao nhiêu em? 125 hả? Rồi lên cho em mẫu này nữa mọi người, chút cho em mã sọc xanh. Comment cho em mã sọc xanh áo của nó, sau lưng của nó này nó dễ thương chưa? Rồi bộ dành cho bé gái nha, quần dài luôn cho em cái áo màu đẹp quá luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em mã sọc xanh hộ em luôn. Bộ này em có là từ tầm 12 kg mấy chị. 12 kg cho đến khoảng là 23 kg, 22-23 kg giùm em. Thì giá cho chị là 115.000. Mở cái lớn nhất ra coi thử qua mấy ký nè. Mở cái lớn nhất của con tái ra coi thử mấy ký nè. Rồi lên đơn cho em bộ này là comment cho em mã sọc xanh nha mấy chị. Chúc đơn cho em mã sọc xanh và kèm con nặng giùm em mà có đơn. Dễ thương quá luôn mọi người ơi. Đấy cái áo dễ thương chưa. Bộ này quần dài luôn nè. Rồi sao đại là tới bao nhiêu ký nè. Được rồi, cóc vô lấy cái size đại con mấy ký em ơi. Cái size lớn nhất của cái size nhí là tới bao nhiêu ký nè. Cái trải ra cho em biết thôi. Rồi nhanh tay cho em bộ này là mã sọc xanh nha mấy chị nha. Sọc xanh và kèm con nặng giùm em là có đơn nha mấy chị nha. Size từ 12 ký này cho đến là 20 mấy, 23 ký rồi. 24 ơi, 12 đến 24 kg giùm em là giá 115.000 đồng. Và size từ 25 cho đến 45 kg luôn mấy chị, form rất là to, size đến 45 kg ok. Rồi giá cho mấy chị sẽ là 125.000 đi. 115 với lại 125.000 mấy chị, lên đơn nhanh tay cho em bộ này là mã sẽ là sọc xanh. Rồi chị lấy sọc xanh, chút đơn mã sọc xanh kèm con nặng giùm em nha. Rất là đẹp luôn mọi người ơi, màu dễ thương chưa. Rồi size em báo lại nha mọi người nha, 13 đến 24 kg mấy chị là giá sẽ là 115.000 đồng và từ 25 cho đến 45 kg ok là thuộc xe đại giá 125 thôi. Rồi xe nhí 1 xe 20 chị khỏe không? Rồi ok. Xe 25 chị phạm ha. Rồi rất là đẹp mọi người ơi. Rồi nhanh tay cho em mã sọc xanh nha, quần dài luôn mọi người. Xe 20 chị đẹp lê. Rồi ok, cảm ơn chị đẹp lê này. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này là mã sọc xanh và kèm con nặng hộ em nha chị nha, dễ thương chưa? Rồi sọc xanh và kèm con nặng hộ em là có đơn. Ai lấy sọc xanh trước nhanh cho em, mẹ lấy sọc xanh và tìm con nặng giùm em cho chị bù bé gái luôn. Cho chị like thêm mẫu đó nữa chị nghĩ. Ê cái chị nào còn mua đồ bé trai bé gái gì nữa mọi người ơi, để em lên thêm cho chị lựa thêm, còn không anh em kết thúc like luôn á. Rồi chị nào còn mua đồ bé trai bé gái nữa mọi người. Sọc xanh 18-35 chị Bảo Hân. Rồi ok cảm ơn chị Bảo Hân này. Ui cái set riêng dành cho bé gái này, chốt cho mẹ em bé. Comment cho em mẹ em bé hộ em. Em bé này em có size cho bé là từ 23 kg này. Rồi bộ này em có size từ 23 kg cho đến khoảng là 35 kg ok mấy chị. Rồi giá bán cho mấy chị ngày hôm nay là bao nhiêu luôn nè, em biết là bao nhiêu tiền luôn. 99.000 cho mấy chị luôn đi. Xem xong đây làm chị Nguyễn Thị Cúc Duyên. Rồi em biết bán cho mọi người luôn 99.000 nha mấy chị nha, chốt cho mẹ em biết. Rồi chị lấy em biết, chốt mẹ em biết xích rinh mấy chị. Xích rinh dành cho bé gái. Rồi giá bán cho mấy chị luôn 99.000 bộ. Comment cho mẹ em biết hộ em. Size từ 23 em biết 35 chị bảo không? Cho đến 35 kg ok. Rồi lên cho em mã là em bí nha mọi người nha, chút cho em mã em bí. Rồi ai lấy em bí lên đơn nhanh cho em mã em bí và kèm con nặng giùm em là có đơn nha. Rồi em bí hộ em mấy chị. Em bí không có đồ dài nha chị nha, đồ dài hôm nay em không like nha chị. Không sao nha chị nha, đồ dài hôm nay hết hàng nha em không like. Comment cho em mã là em bí và kèm con nặng hộ em là có đơn. Size cho bí đó là từ mấy nè, 23 đến 35 chứ ok. Rồi giá mấy chị luôn 99 nha. Em bí 27 chị Trần Đắc Thảo. Rồi ok cảm ơn chị nha. Em bí 31 chị Sơn Lan. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi em nghĩ nha mọi người nha, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai thì nhân viên em sẽ gọi điện chốt đơn cho mình và cố gắng là đơn này nè, bên em không nhận được đơn nha mấy chị nha.
Đâu ngày nào đi ngày đó giùm em, còn mấy chị không chịu đi hàng bên em bắt buộc phải xẻ thôi, chứ bên em không nhận dự đơn nha mọi người. Do đồ này em cũng hơi bận, em la hơi ít á. Rồi cái chị nào còn mua đồ bé trai bé gái gì nữa mọi người ơi, để em lên thêm cho mọi người dọn đơn. Em biết 26 chị Phạm không? Không, em nghĩ luôn á. Em biết 23 chị Hạnh Trần. Rồi ok, cảm ơn chị Hạnh Trần. Bây giờ mà bên em không có. Rồi mẹ và bé thì sẽ nãy hạt chưa tới giờ bên em lên nhiều mẫu lắm, chị chị coi lại giúp em nha. Coi lại like cũ nha mọi người nha. Tôi em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị nào có đơn ngày mai nghe máy, đợi nhân viên em gọi điện chốt đơn nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà kịp á thì tối mai sẽ like tiếp, mà sợ không kịp á thì bữa ngày mốt sẽ like lại nha mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha.